Khê bước thật em bước chân theo điệp nhạc sập tình. Em tên là Tiên, làm bầu chàng trai ngỡ ngơ thành thờ chỉ vì em. Sáng thức giấc thấy sao nặng hơn hôm qua, khép đôi mì lại rồi bông dương bẹ bị đập đung đung đung. Giờ môi tôi vương rằng em đang mơ thân thơ một mình, ngồi buồn cười vu vơ. Chị em mình là cái gì nào? Chị em mình là cụ Vũ Hà. Chị em mình là cái gì đây? Chị em mình là cụ khoai tây. Cụ khoai tây phải nhảy cho hay. 1, 2, 3 Ôi trời ơi, bỏ thuốc tôi. Hồi sáng á, bà nói với tôi á là bà đi khám thai. Bà đi làm sao, bà giỡn nguyên cái vụ đoạn bầu gì đấy vậy? Dẫn về tập văn nghệ, tối nay đón giao thừa, diễn mừng sưng. Nhảy con này rụng bầu luôn quá. Bà ơi, hết chỗ tập là sao mình lôi chỗ buôn bán tập vậy? Lôi mấy bà về đây, đúng tập mệt, hồi mấy bà ăn hủ tiếu nhà mình, bà ăn 2 tô. Vậy hả? Vậy, mời vô, mày ngồi. Ngồi đi cái chi mà dội mà vàng, mà dấp phải muỗng mà hoàng mấy cái tô à. Sao Nobito chào đời. Dạ cảm ơn mấy chị nha. Mấy bữa em ra nhạt nhẽo ghê lắm, nhờ mấy chị mà nó sôi động, nó đẹp hẳn lên. Bây giờ em quyết định là sẽ bao cho mỗi chị 1 tô hủ tiếu, chịu không nè? Dạ bây giờ mọi người về đi, lát em alo shipper sẽ giao tới nhà cho mấy chị nha. Dạ chào mấy chị. Trời ơi dễ thương chưa? Em vô nghe chồng. Ừ. Ủa chú? Về. Chú khỏe không? Nhìn biết rồi. Dạ. Chú ơi cho con 1 tô hủ tiếu, không hành, không giá, không hẹ. Nói chung là nước lèo thôi nha. Tránh ra. Xuân đã đến bên em, dáng xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, mọi người cùng nhau vui xuân. Mang hạnh phúc cho đời, nhớ không em ơi. Bắt xây đắm cho người, mọi người. Hát không hay, diễn không duyên mà ra làm rần vậy má. Mày trời ơi mày thông cảm đi, bây giờ tao ra mà tao không hát là nó trì nữa. Trời ơi ở đâu tới đây đây nè, tao dắt mối tới cho mày. Khách đại gia có nhu cầu đấm bóp. Khách đại gia hả? Đại gia. Trời ơi đẹp trai quá anh ơi. Em là massage đây. Massage em có 2 loại, thứ nhất là bình thường, thứ hai là VIP. Bình thường là sao? Bình thường nghĩa là 1000 thằng đấm bóp công viên đấm bóp y chang nhau. VIP giang hồ một mình em làm được. Giá cả thì nó phải chăng? Anh muốn cái gì? Đây leo bao ta lọt lời ai bao đơ đốn leo nà ai vào đây bao bà xã Việt anh lừa mất khăm nè. Đây bảo đặt tay. Nó nói cái gì vậy con kia? Chở đâu qua đây vậy? Tao chở trên biên giới Lào về. Bữa trước là chở Campuchia là muốn chết rồi, bây giờ chở Lào, bây giờ làm xong rồi lấy tiền Lào sao mà xài. Trời ơi mày thông cảm đi, bữa nay làm ăn khó khăn tao phải lên tới biên giới á, phải không? Ai nó về Việt Nam nó thăm bạn mà nó nói tiếng Lào tao nghe chữ được chữ mất. Nó nói tao chở nó về cầu Hiền Lương mà tao nghe lộn, sao tao chở về cầu Tham Lương. Giờ không biết sao đây nè. Anh ơi massage nha, massage. Đây leo ấy ca chào mẹ. Đây. Ok. Rồi bây giờ gói massage VIP của em xin phép được bắt đầu. Không diễn tiếp được luôn đó trời. Và bây giờ tư thế mẹ bồng con xin phép được bắt đầu. Chào mừng anh đến gói massage của em. Và bây giờ trước khi đến gói massage em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện. Câu chuyện được mang tên Tấm Cám. Sau khi Tấm lên làm hoàng hậu, đến ngày đám dỗ của ba mình, biết ba mình thích ăn những trái cao tươi ngon, chị Tấm mới leo thoăn thoắt lên cây cao hái những trái cao làm đám dỗ cho ba. Lúc này ở dưới đất buồn gì ghẻ ác động mới cầm cây dao chặt cây cao làm Tấm té cây cao, té xuống đập đầu cái bao má như té hũ trao. Ôi chết rất là tào lao. Nhà vua biết nàng bị chết quan nên lật đàn DJ nhờ Trang Muôn về chơi trong vòng 3 ngày 3 đêm vô. Trời ơi, mày bắt xa mày đánh người vậy trời ơi. Chụp khả tà lọt đi. Nó phái kìa. Thấy chưa? Em biết cái gu của nó mà. Me gì bà me hoài. Đứng dậy đi. Mình đi. Trời ơi, tao nói mày nghe. Mày trúng mánh rồi, cái này là 1000 kiếp Lào nè. Cái này là đổ ra Việt Nam 10 triệu đó, nó bo mày luôn. 10 triệu. Trời, cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh. Thôi được rồi, lên xe. Lâu như ghé ủng hộ em nha. Trời ơi, người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Em mệt quá, có cái gì cho em uống đỡ mệt không? Có. Lẹ đi. Đây. Cái này cái gì mà chua quá vậy? Giấm á. Gì ba? Cái gì cho tôi uống giấm vậy? Mà vợ, giấm có vitamin C. Vitamin C cái gì? Chú ơi. Vậy? Hồi nãy là con mua hủ tiếu đúng không? Ừ. Đó, bây giờ là tính tiền cho con đi, tiền hủ tiếu nhiêu? 100 ngàn. 100 ngàn đúng không? Tờ này đổi tiền Việt là 10 triệu, rồi bây giờ thối cô lại 9 triệu 900 ngàn đây. Ở đâu mà thôi mày 9 triệu 900 ngàn. Chứ sao? Ông ơi, 1000 kiếp Lào rồi có 2600 tiền Việt à ông ơi. Cái gì? 2600. Ôi, cái một khổ quá nè. Anh Dương Lâm như... Đồng Nai ơi. Anh trời, cái gì mà thối vậy? Anh như hàm hương vậy đó cưng. Bây giờ chú đợi ngay đây, Gì nữa? Mấy người đi coi bắn phá hoa với con đi. Không có đi à ba ơi. Trời ơi, đi bữa nay em trúng mánh rồi em sẽ bao mọi người ăn uống luôn. Mày xàm á, mày trúng mánh là trúng cái gì? Trời thiệt mà, em bán có 10 tờ giấy số thôi mà khách người ta đưa 1000 đô không lấy tiền thối luôn. 1000 đô? Dạ đúng. Trời ơi, 1000 đô là 20 mấy triệu lận á. Trời ơi, trúng mánh rồi ngon quá. 1000 đô là em biết 1000 đô nè, đưa 1000 đô đây. Vô luôn rồi. 1000 đô là 20 mấy. Dạ. Trời ơi. Đầu lòng hay ả Tố Nga, Lào đầu là chị, em là Lào em. Trời ơi, sao mà giống nhau quá vậy? Kiểm tra giùm con tôi. Ồ, 2 tờ ý hệt. Trời ơi, bị lừa rồi ba. Ok, vậy là sao vậy? Ăn cho cố vô mập thay, rồi bị người ta lừa. Cái đầu ngu, Ngu, mày cũng ngu á. Mày ngu trước đó luôn á. Trời ơi, bây giờ bị lừa rồi đó ba. Đây nè. Không có đâu, hồi nãy là anh Sơn, anh chở khách nước ngoài là anh giới thiệu bán mối. Đây nè, tôi nói mày nghe. Đã ra đường buôn bán thì vào chịu khó học hỏi, con phải học vô. Hả, hồi nhỏ không chịu học, bây giờ bán giấy số bây giờ bị lừa, thấy khổ chưa? Chú nói gì kỳ vậy? Vậy là xúc phạm. Sao xúc phạm? Con có đi học nha. Mày học cái gì? Hả, chẳng những học mà có bằng luôn. Mày đi có xạo, mình đừng nói bằng Kiều, không ai cười luôn đó. Tao chặn đầu trước luôn đó, không ai cười bằng Kiều đâu. Bằng đại học. Mày nghĩ sao? Mày bán vé số không có bằng đại học. Trời, ở đâu ra? Tại vì em tức thằng lớp trưởng. Tức làm sao? Hồi đó đi học hả, em không thuộc bài, nó lên nó chỉ vô mặt em, nó nói là học dốt như mày sau này chỉ có đi bán vé số thôi. Nó nói đúng rồi đó. Sai. Sao sai? Từ đó em quyết tâm học thiệt là giỏi. Cái ngày em lấy bằng cũng là ngày em đi bán vé số, để em chứng minh cho nó thấy học giỏi cũng có thể đi bán vé số. Bán vé số là cái nghiệp. Trời ơi. Đúng vậy. Phàm ở đời ai cũng có cái số và cái nghiệp. Họa hổ họa bì nan họa cốt, chi nhân chi viện phương mỹ chi. Không còn con sông nước dâng tràn lên. Mày cái gì đây? Mày điên rồi. Ở đâu mà vô hát déo giòn gì ba? Ta là tinh hoa của đất trời. Trời ơi. Là sự kết hợp của núi rừng và khoáng sản. Thần rừng đã ban cho ta con sò lông. Trời ơi. Thần biển đã ban cho ta con chó Phú Quốc. Trời ơi. Thần linh đã ban cho ta con bé thần kinh. Mày... Ta nói cho người biết, ta nắm trong tay vận mệnh của thế giới. Ai coi bói không? Coi bói đi. Trời ơi trời. Coi bói đi nào. Cái gì bói toán không ai tin đâu ba ơi. Giờ mà bói toán ai tin? Ai mà tin nữa. Bói cho con khỏe thầy. Mày tuổi gì? Con tuổi mèo. Tuổi mèo, mèo là mão mới gặp chuyện phiền não. Ồ đúng rồi, đúng rồi. Hay quá vậy. Hay quá, hay quá. Thầy coi tôi đi. tôi tuổi rồng á. Tuổi rồng, rồng là thình, thình là ngoại tình. Vợ ngoại tình nó có bầu không phải của ông đâu. Trời ơi. Hết lượt rồi đi vô. Còn em. Mày tuổi gì? Em tuổi mùi. Mùi, mùi là dê. Dê là BD đó. Chưa bao giờ tao bói cho thằng nào mà tao thấy tự tin như thế này. Thôi im đi. Tất cả đều là ngụy biện, đừng có ai nói nữa. Cho em chết đi. Anh, giờ đứng dậy đi, cô bắn pháo bông với em đi. Tao bắn con mặt bây giờ mà chú đéo đi. Chú, đi đi, coi nước pháo bông với con. Hả? Chú. Tao khỏi rủ đi. Mày rủ nữa tao đi rồi. Cho một tô hủ tiếu đéo quê chú. Gọi đi con. Ê, chú. Nhục nhã thật chứ. Chú. Ăn xong rồi đi nhá. Cả đánh ra. Ê. Mưa thu bay bay ướt xe lòng phất vai mềm hoàng. Cái gì vậy? Trời, nó đánh với con không đẻ luôn á. Tại sao mày đưa con bé Lào ở đây hả? Mày nói 10 triệu mà cuối cùng đưa ra 2.600 đồng. Tao làm như một con khùng mà cuối cùng lấy cái 2.600 là sao? Cái gì? 1.000 kiếp có 2.600 sao? 2.600 thôi. Vậy là tao chở nó từ biên giới về để có 5.200 à? Chết rồi. Trời ơi, hết ngày hết tháng Tết tới rồi mà bị lừa nữa nè. Bây giờ làm sao đây? Bây giờ làm sao nè? Bây giờ làm sao nè? Bây giờ làm sao nè? Nhưng mà không có sao đâu. Tao giỡn thôi. Nãy giờ là nó không có biết cái giá tiền của mày. Dạ? Nó gửi tiền về cho tao, trả tiền giấy số cho mày nè, trả tiền massage cho mày luôn. Nó bo mày nữa và nó gửi lời thương mày đó nha. Trời ơi, thiệt luôn hả? Ừ. Ngồi đã quá à. Em nhớ anh Lào quá. Nói là em rất là nhớ ảnh. Ừ, sẽ nhớ mai khi chúng ta bên nhau. Thương mày yêu thương. Thôi đi. Thoại qua 5 câu là hát à? Cho con thêm cá đi chú. Tất cả đứng lên. Trời, trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi, chúng ta vậy? Đạo gì chú? Ai vậy? Ai vậy? Hey! Yeah! Ai vậy? Nữa thôi được rồi, ai vậy? Giới thiệu đi. Con này nó bất chấp hình thể luôn á trời. Đứng yên. Tại chỗ này, chỗ nào con rác là có chú ba. Trời ơi. Quét rác thôi đó. Đúng không? Con quét rác mấy đứa ăn nó quá. Nó qua hết rồi. Ai? Tao hả? Tao. Ăn từ từ thôi, còn nhiều lắm, đừng có giành giật. Đâu nhiều. Trong thùng rác á. Đấy. Tao mua, tao để trong thùng rác chứ tao có lụm trong thùng rác đâu. Trời ơi, chú ơi, thiệt là chú không nói rõ ràng dùm con. Lụm lên. Ông Lâm giám đài, ông Lâm giám đài. Cái gì nữa? Ở đây cho tôi. Vụ gì? Mà ông nha, tôi đại diện cho 500 anh em quét hốt rác ở khu vực này. Tôi phê bình anh, tôi cảnh cáo anh, biết không? Gì đâu mà hả? Thả rác của mẹ ra. Mẹ ơi, đi thôi. Trời ơi, bác một chỗ đi trời. Đứa nào có qua tay dịnh con lại. Đây nè. Vậy sao? Nè, tôi cảnh cáo ông lần này nha. Lần nữa là 2 lần đó. Nghĩ sao vậy? Xả rác bừa bãi, quét bả thấy mà ra. Đây nè. Cái người đàn ông có mái tóc đàn bà. Gì? Nè, tôi nói ông biết. Xả rác là chuyện của tôi, còn quét đó là chuyện của ông. Trời ơi, cái đồ ngang ngược nói chuyện mà vậy cũng nói được. Chơi không? Trời không? Chơi. Vô. Giờ cho khô máu cho ông nữa. Gì vậy? Thôi. Đúng rồi. Mẹ nói con bao nhiêu lần rồi đời. Đúng rồi. Không có cái lộn như vậy. Thôi con. Không có được cái chưa? Nghe lời mẹ dạy không? Một lần nữa mẹ quýnh nghe chưa? Dạy con anh đi. Rồi con ngoan nha. Đây tao con mẹ mày. Phải vậy. Hoài vậy trời. Ôi trời, quá trời tụi mày loạn hết rồi. Thôi bây giờ nè. Chú khó khăn quá, để mình quen biết không mà. Chú làm chú la sùm vậy. Quen biết làm tao mệt rồi tao la hả? Ủa mà sao chuẩn bị Tết rồi, giao thừa tới mà sao chú không về quê, chú còn quét rác đây vậy? Nghĩ sao vậy? Nay giao thừa mà sao nghỉ? Giao thừa người ta đi chơi, người ta xả rác nhiều lắm. Có khi sáng hôm sau tao mới về. Còn tôi á. Ai hỏi không? Ai hỏi luôn á. Không ai hỏi. Không ai hỏi gì luôn. Không hỏi nhưng mà tôi vẫn nói. Họa hổ họa bì nát họa cốt. Mấy bữa nay tôi sốt nên không có về. Cái gì vậy ba? Cái gì sốt có liên quan gì đâu. Ôi nước lũ dâng cao, dâng lên bao nỗi sầu đau. Mày nói luôn đi. Kêu nói có kêu hát đâu, hát déo giòn vậy. Tao hát này, tao muốn nói là lũ nó cuốn mất nhà, tao không có nhà về. Nói chung là lội ngược dòng tới đây đúng không? Ừ. Có cái điểm đó. Đó. Mọi người ơi. Cái gì? Cái gì vậy? Em trúng rồi. Trời ơi. Trúng rồi. Nè. Xin lỗi. Trời mày đã. Giật đó. Ừ. Đáng đâu. Đáng chịu con. Em trúng số. Hả? Cái gì? Cái gì? Em trúng số rồi. Ấy nói thiệt hả? Dạ. Mày trúng nhiêu? Trúng bao nhiêu? 150 triệu. Trời ơi. 150 triệu. Rồi, anh dạ rồi. Anh Tết lớn rồi. Anh Tết lớn rồi. Em vui, em sẽ không để cho mọi người buồn đâu. Bây giờ em quyết định sẽ chia cho mọi người 5 triệu. 5 triệu. Ôi, cho anh đeo 5 triệu. Trời ơi. Mẹ bầu cái đè đến cười. Trời ơi. Bầu cái đè lên rồi. Tắm thả tôi. Ở đó tắm đi, tôi vô tôi lấy tiền. Tao mà tôi đâu lâu. Cho gì vậy nha con? Dạ. Gì ở sách hành. Ê, chuột rút mấy ma. Trời ơi ơi. Nó dạo bẻ rồi, nó dạo bẻ. Nằm chi dưới đây mới được rồi đi. Mọi người ơi, bình tĩnh. Bình tĩnh đi mọi người. Để xíu. Ê, ủa chú bị sao vậy? Cái gì vậy? Lần đầu tiên trong đời của người cho tao 5 triệu. Không, con cho chú 2 triệu à? Sao mày phân biệt đối xử vậy? Mới gặp lần đầu mà. Bây giờ chú lấy không? Lấy chứ. 2 triệu mới thôi. Mọi người ơi, nhưng mà bây giờ em chưa có lãnh tiền. Ngày mai em lãnh em sẽ chia cho mọi người nha. Em nghĩ bây giờ mình ăn liên quan đi. Đúng rồi. Con sẽ mua nguyên cái nồi hủ tiếu của chú luôn. Rồi con trả tiền. Tao hùng phân nửa cho mày đó. Mua hủ tiếu. Con hùng cái khăn trải bàn. Wow. Còn con hả? Con hùng cái bánh bao hồi nãy nha. Hồi nãy con ăn cái nửa cái bánh bao, còn nửa cái bánh bao á. Ê, nó nghe nè. Trên xe tôi có chai rượu nè, góp vui luôn. Có rượu luôn hả? Ừ. Bên đó dọn đi bên đó. Đổ dọn thừa thiếu, cái này là không có được đâu nè. Ở đâu vậy? Gì vậy? Tao lượm thùng rác á. Vậy vậy. Trời ơi. Rồi xong rồi. Mọi người ơi, chỉ còn có 10 giây nữa thôi là đếm giao thừa rồi, bây giờ mình đếm ngược đi. Đếm ngược đi. 6 5 4 3 2 1. Ê, mặt ai kìa. Rồi. Đây nữa nè. Trời ơi, đẹp quá. Trời ơi. Vui quá bà ơi. Quá trời luôn kìa, bên đây nữa nè. Mọi người ơi. Tụi ấy bắt đầu cùng vui quá à. Từ đó giờ ba mẹ mất á. Tôi nào được đón giao thừa mà ấm áp về đâu. Tôi hạnh phúc quá à. Ba mẹ ơi, ở trên trời á, ba mẹ có thấy, ba mẹ giúp phù hộ cho con, phù hộ cho anh em, cho ba mẹ. Còn tôi á, mấy cái lần giao thừa trước á, tôi quắt khách không à. Năm nay được quắt pháo bông. Ôi, pháo bông, I love you. You quá. Tao nè, dành cả cái tuổi thanh xuân của tao, tao úp cái mặt vô toàn mấy đống rác không à. Lâu lắm rồi mới được coi bắn pháo bông đẹp vậy đó. Pháo bông mọi người ơi. Ui, con pháo bông. Con ơi, con pháo bông nha. Chồng ơi. Vậy em, vậy em. Em muốn được ôm anh với pháo bông được không? Muốn đi. Hai người giả là ba mẹ con đi, con ôm luôn cho ấm nè. Trời ơi, thôi được rồi. Vợ chồng ta đang hạnh phúc. Vô nè. Họa hổ, họa bì, nan hỏa cốt. Ước gì ngày mốt cũng có pháo bông. Thật, 5 lần thôi. Mọi người ơi, trong không gian này á, con có một chuyện muốn nói mà con sợ mọi người la quá à. Không sao đâu con, nói đi. Năm mới năm me, người ta kỵ la chửi lắm. Hãy nói đi nè. Đúng rồi, nói đi. Dạ, nói đi. Con nói nha. Nói. Con sao nè? Con trúng số. Mày chỉ gặp tao mày không? Tại tao mày không trúng số. Mày lừa mày hả? Mọi người nghe con nói. Nói gì? Con xin lỗi mọi người. Con biết con làm như vậy là sai. Nhưng mà hả, con thấy ngày nào mọi người cũng đi làm chuyện vất vả hết á. Kiếm tiền thì ngày nào mình kiếm cũng được. Còn cái khoảnh khắc giao thừa nó chỉ có một lần thôi. Mọi người thấy đó, nhờ con làm như vậy nè, mọi người mới có thể quay quần ăn uống với nhau, rồi được coi pháo bông nữa. 5 triệu thì con không có, nhưng mà con có cái này nè. Con lại sẽ lì xì cho mọi người đầu năm để lấy lộc. Dạ. Cảm ơn em nhiều. Con ơi, Chỉ có 5 tờ thôi à? Dạ, dạ còn một tờ. Dạ. Cái này vé giò mà. Nhưng mà yên tâm đi, khi tụi tôi trúng á là nhờ ông giò tụi tôi chia với ông luôn. Chia luôn. Rồi chia ra. Rồi, thế thì vui. Còn bây giờ nè, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đón mùa xuân mới. Rất là vui khi gặp lại tất cả mọi người từ cái mùa đầu tiên của Cười Xuyên Việt. Thật sự đây là một tiết mục rất là vui, nhưng mà trong cái đó nó có sự ấm áp của những cái người mà xa quê, họ không có gia đình, rồi Tết nhất họ không được về quê, rồi họ cùng với nhau họ ăn Tết. Cái đó nó rất là đẹp, một cái tiết mục nó rất là ấm tình mùa xuân mà nó rất là vui. Nói chung là cười mà cười dữ lắm. Đây là một cái tiết mục mà anh thấy nó có đầy đủ hỉ nộ ái ố. Rồi đặc biệt là Dương Lâm, em làm bất chấp, em làm tất cả, nhưng mà có một cái chi tiết mà nó chạm tới đúng trái tim anh, vì em nói cái câu mà bố mẹ ơi. Từ đó giờ ba mẹ mất á, tôi nào được đón giao thừa mà ấm áp về đâu. Tại vì anh cũng không còn bố mẹ. Một cái tiểu phẩm hài, nhưng mà khi mà mình xem mà mình chạm vào trái tim thì anh rất là thích. Cảm ơn Dương Lâm và tất cả các bạn đã làm một cái tiết mục rất hay. Dạ. Xin cảm ơn anh Vũ Hà rất nhiều ạ. Viên nữa, thành viên đẹp trai nhất nhóm em đâu rồi? Dạ. Anh này là người Lào thiệt nha quý vị, người Lào thiệt luôn. Người ngoại quốc, nhóm em có người ngoại quốc. Lâm ơi, cho anh hỏi thăm là hồi nãy cái lúc mà cái anh Lào mà anh cởi trần nó thấy sáu múi là em quên thoại thiệt luôn. Em quên thoại, em diễn không được luôn á. Anh chúc mừng là nhóm chúng mình đã có một tiết mục rất là xuất sắc. Nó rất đúng cái tiêu chí của anh em mình là Cười Xuyên Việt. Tiếng cười rất là nhiều, chúng ta chỉ cần một nội dung nhỏ để nói về cái tình người đây thôi, một cái nhân văn thôi, nhưng mà nó đúng theo cái tiêu chí của mình. Dạ thật sự bữa nay anh có dịp anh mới nói một điều này nè, Lâm, Sơn, Khoa, Nhu á, các bạn lại đó, những người mà nói rằng là tiên rất nể. Mảng miếng thượng thuần là của các bạn không à. Đây không phải là tiểu phẩm thi mà đây là tiểu phẩm biểu diễn. Tại thực sự tiết tấu câu chuyện các bạn dính chặt từng ly từng tí mà các bạn không chìm một phút giây nào hết trơn, rồi coi như là người này rớt cái người kia phải nâng lên liền. Cho nên là cái tiểu phẩm không có chỗ nào là để nguôi luôn á. Thật sự anh chúc mừng tất cả các bạn, nhất là cố vấn Dương Lâm. Cảm ơn Tiên. Xin cảm ơn anh Tiên rất nhiều ạ. Bây giờ nè, xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hôm nay tôi cũng có cái cảm giác như Diệp Tiên vậy đó, nhưng mà tôi nói giá như một chút xíu nữa thì cái này nó hoàn hảo nữa. Dạ. Các bạn đã làm, đã có tiếng cười rồi, mà tại sao các bạn không làm cho người ta khóc thêm chút nữa? Nếu được như vậy nữa thì tôi thấy hoàn chỉnh hơn nữa. Và các bạn đã cực kỳ giỏi luôn, tôi phải công nhận. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn, chúc bạn được nhiều may mắn và hạnh phúc. Xin cảm ơn rất nhiều. Tôi không có còn lời lẽ nào mà tôi nói với nhóm này nữa, vì nó vượt quá sức chịu đựng của người phụ nữ ngồi đây. Dạ. Một cái hài mà bất chấp thân thể, hài lăn lộn, hài Dương Lâm nữa đó. Dạ, hài ngộp nước. Dạ, hài massage. Tất cả đều có trong đây hết. Quanh quý các em ở chỗ là đề tài. Đây là đề tài thứ hai mà em chọn, chị Oanh cảm thấy nó trong người mình nó cứ lân lân. Cái điều đó hiện nay trong xã hội bây giờ là nó quá nhiều mảnh đời xảy ra. Mà mình thì dẫu có thương cũng không thể nào mà dang hết đôi tai. Kiều Oanh nghĩ rằng là khi các em làm cái điều này thì những người lao động họ xem, họ sẽ cảm thấy rằng ô, dù giàu hay nghèo nhưng tình thương và sự đùm bọc còn tồn tại, thì điều đó là cái điều tối thiểu và cần nhất khi ta còn tồn tại. Đó là cái mà cái tính nhân văn trong đây nó rất là cao, chị thích lắm, rất là thích. Còn mảng miếng cười thì thôi khỏi phải nói, vì các em ở đây nó không phải là diễn viên bình thường, tụi em toàn là cao thủ không à. Và số điểm của nhóm sẽ được giữ lại vào phía cuối chương trình. Và chúng ta sẽ đến với thử thách tăng cường dành cho hai nhóm. Và xin mời hai đội hãy cử ra 3 thành viên của mỗi đội để tham gia thử thách tăng cường này. Và thử thách của chúng tôi như sau. Các bạn phải làm sao để xin cho được số điện thoại của nam ca sĩ Vũ Hà. Và phần thi xin được phép bắt đầu. Đây nè. Hết giờ lẹ đi, hết giờ, hết giờ. 9 người. Hãy tháo đôi mắt kiến ra được không? Oh my god, 9 đôi mắt này, 9 đôi mắt này luôn. Em ơi, em có biết rằng trong một lần kẹt đèn đỏ anh đã theo em tới bây giờ. Trái tim này cha mẹ anh sinh ra, anh cắt một nửa cho em. Alo, 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 bà tổ chức làm ơn điên đi chỗ khác, nó gọi em bằng em. Anh không điên. Anh có điên anh cũng yêu vì em. Cho anh số điện thoại. Cho anh số điện thoại đi, anh biết em nổi tiếng. Cho số điện thoại đi, nhà anh bán me, bảo đảm hình em sẽ được phát hết tất cả khắp nơi. Cho số điện thoại đi. 090 090 244 24. Rồi sẽ có đèn đỏ gặp em. Cô. Trời, tao nói gì? Nè! Hà! Chú nói con kìa. Hả? Cái gì? Con đi chơi đâu? Con đi chơi ở đâu? Để má con kiếm con. Rồi má con gọi điện thoại cho chú là cho cái thằng Hà đấy đâu mất tiêu rồi. Chú đi kiếm con mãi miết thôi. Bây giờ gặp con ở đây rồi, bây giờ con đi về với chú hiểu không? Bây giờ chắc chắn con sẽ không đi về đúng không? Bây giờ đưa số cho chú gọi cho má nha. Nhưng mà chú bảo con đi mua cái sim điện thoại cho chú mà. Cái sim thoại chú mà là sao? Rồi bây giờ xong là la con là như thế nào? À chú quên đi mất cái chỗ đó. Ê bây giờ con nhắn cái số lại cho chú coi nè. Đây nè, nhắn liền đi nè. Chú ghi vô tay. 248379090 nhân Di làm giờ xì heo. Ba đôi thông liền. Ba đôi thông luôn, con hay quá, có thể cho số chính xác hơn một chút được không ạ? 1234 1234 hết giờ lẹ con ơi. 12 ra đi ra đi ra đi. Thằng kia đâu? Đi kiếm đạo cụ nữa hả? Cái gì vậy? Anh Vũ Hà ơi, em biết anh là một người rất tốt, trong giới showbiz này. Không lẽ bây giờ anh thấy chết mà anh không cứu đúng không? Hôm bữa cái show mà em với anh đi chung với nhau đó, người ta trả tiền cho anh rồi mà quên trả tiền cho em. Anh có biết là bây giờ nhà em, má em đang bệnh, ba em nó bị ung thư, không có tiền nữa. Bây giờ người ta nói bây giờ là phải là số anh gọi người ta, người ta mới trả tiền cho em. Chứ cha anh không có đem theo tiền. Không phải bây giờ là chỉ cần là anh lấy điện thoại gọi cho người ta một cái thôi, người ta sẽ trả tiền cho em. Em cứu được ba, cứu được má của em. Rồi số mấy? 0906 0906 761 761 Alo. Dạ. Anh Vũ Hà. Em có số của anh rồi. Yeah. Thôi, dắt đi ăn ốc nghe. Hay quá. I love you, I love you, I love you. Còn thời gian 5 giây nữa mình đứng đây chơi, xong hết 5 giây em đi vô. Thôi được rồi, vô đi. Hết giây rồi, em đi vô. Trời ơi, nó biết tôi là hay thương người. Rồi nó vô đi nó. Trời ơi, anh, trời ơi, ca sĩ. Trời, em ngưỡng mộ anh lắm luôn á. Bài nào anh hát em cũng coi chân á, anh bưng nào em hát cũng coi. Anh cho em tập tấm hình nha. Trời phụ đời sợ nhất cái chuyện này. Rồi, xích ra này nha. Hey, hey, hey. Anh đợi em xíu nha, để em mất Facebook. Trời ơi, hôm nay đi ra đường gặp ca sĩ. Đấy, ca sĩ nè, ca sĩ tên gì nè? À, ca sĩ này nè, cái bài nào em của anh em cũng coi dân á. Anh bum nào ra em cũng coi luôn, mà ca sĩ tên gì nè em quên mất tiêu rồi. Thôi anh hỏi, nói luôn. Anh cho em số điện thoại đi, về nhà em nhớ em gọi cho anh. Em ngưỡng mộ anh dữ lắm luôn á. Trời ơi, dạ. Nói nghe này, tại vì anh mà một người nào mà khán giả cũng cho số điện thoại chắc anh bị điên á. Người anh giống em mà xin những cái người trăm người gọi ngày anh. Để ta điên sao ta? Cái này kỳ ta. Ôi không được. Để sao em điên ta? Ca này khó vậy. Ủa hết giờ chưa? Bà chú đi coi, đứng lại kia kìa. Đưa đi, điện thoại tôi. Hả? Bây giờ con chú ơi, con tôi đâu có làm gì đâu. Chú gì tôi tẻ gì mà chú cái gì nhỏ hơn Sơn mà chú cái gì mà chú. Thôi nè. Tôi đang nghi ngờ anh nó lén phén với con mén nhà tôi đúng không? Rồi, hết giờ. Tại sao á? Hả? Tại sao mà điện thoại của tôi là vợ chồng nó mà tôi nói là chồng con vợ nhà vợ lộn mẹo luôn rồi. À, tôi chồng nó mà hình điện thoại không có tôi mà có anh không mà sao? À, này có số điện thoại anh luôn nè. Nè, có số điện thoại luôn nè. Bây giờ anh ngọt nè. Bây giờ anh nó có liên hệ quan hệ vợ tôi không? Có không? Dạ con là ca sĩ mà chú ơi. À, có ca sĩ. Đó, ca sĩ mới cần nghi ngờ hơn nha. Số điện thoại đọc của tôi ra đúng không? Nè, trong này có số điện thoại của anh nè. Có số điện thoại thì anh nhìn thấy số điện thoại. Không mà tôi không tin, tôi không tin, tôi muốn anh bây giờ anh đọc một lần nữa tôi nghe cái chính xác hay không nè. Đứng lại đi chưa, tao không có giỡn. Đó. Tại chưa hết giờ luôn vậy kìa. Anh có phải là ca sĩ Vũ Hà không? Dạ. Bây giờ trước khi anh cho tôi xin số điện thoại đi, nhưng mà anh sẽ không cho đúng không? Đúng không? Hiện tại tôi có một bưu phẩm muốn gửi cho anh, nhưng mà bây giờ là anh cho tôi số điện thoại thì tôi sẽ gửi bưu phẩm đó cho anh, xác nhận. À, được anh không? Anh có thể cho tôi biết là cái bưu phẩm ở đâu gửi tới được không? Vâng. Vâng. Đây chính là đạo cụ của tôi. Vâng. Đây là một con búp bê gọi là búp bê Song Miao. Khi tôi đụng vào con búp bê nào có thể hát. Không biết có phải của anh hay không? Búp bê này là xinh đẹp. Búp bê này là xinh quá. Có phải của anh hay không vậy? Cho xin số điện thoại ạ. Để xác nhận để nó nhận hàng. 090 246 357. Thủ đoạn, quá thủ đoạn. Thì bây giờ hồi nãy đúng thấy không? Hôm nãy nó cởi trần ra một cái là Dương Lâm là quên hết thoại luôn. Đó. Còn bây giờ đem nguyên khúc này ra, giờ đem anh sao mà hát bài của anh nữa. Đúng rồi. Cho đúng điện thoại. Một lần nữa xin chúc mừng cho hai nhóm đã hoàn thành xong phần thử thách tăng cường và xin cảm ơn nghệ sĩ Vũ Hà. Phần thử thách đã hoàn thành khá là hot. Cái mà hot mà em vừa nói vì nó đang hot cho nên mình phải giải quyết cái hot này. Dạ vâng. Cái hot kia nó cũng hot nhưng mà nó không bằng cái hot này. Vì cái hot này nó đang có cái hot đó đứng đó và cho nên nó đã hot rồi. Rồi ok em hiểu, em chị hiểu. Hot cái gì rồi ok đó, chị đó. Dạ. Bây giờ chị chỉ muốn là chị xin phá lệ chút xíu là em thử đi. Thường thì hai đứa em sẽ công bố là bên đây cược bao nhiêu và bên đây cược bao nhiêu. Bây giờ cho chị Oanh hỏi mình dở bài luôn đi là hai bên đã cược bao nhiêu. Khui phong bì luôn hả chị? Bây giờ em hỏi nhóm nè, có đồng ý không ạ? Đồng ý. Đồng ý. Còn nhóm những chàng trai Hey Men như thế nào ạ? Không. 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 Tháo đi. Tháo đi. Vâng. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ đồng loạt tháo cái số tiền cược mà cả hai nhóm này cược. Rất là hồi hộp. Chị đếm được không? Dạ, dạ được. Chị đếm được. 1, 1,5 2, 28, 3 ra. Yo. Wow. Đội những chàng trai Hey Men cược 10 triệu. Ngang tài ngang sức. Ở phần thi chính với hai tiết mục mùa đông và mùa xuân, ban giám khảo đã cho hai đội với số điểm bằng nhau là 19,5. Như vậy kết quả cuối cùng của phần đặt cược sẽ phụ thuộc vào số điểm cộng của giám khảo Kiều Oanh dành cho phần thử thách của mỗi đội. Hãy đến với quyết định của giám khảo Kiều Oanh. Dạ em cảm thấy là giống như là hai đội đều biết sức của nhau như thế nào. Chính xác, từ cách diễn nó rất là tương đồng với nhau. Vì hai đội nói chung hai bên đều dở thủ đoạn như nhau cho nên phải chiến thắng. Là có nghĩa là chị sẽ chia thành 0,5 và 0,5. Và mỗi đội với số điểm là 0,5 đến từ giám khảo nghệ sĩ Kiều Oanh. Và đồng nghĩa với việc hai đội huề tiền ván này. Không phải huề mà mỗi đội đều được tiền. Cái tiền đó dạ, chị Oanh sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với các em. Wow. Có một cái điều này chị Kiều Oanh muốn chia sẻ với các em thôi, là cái vấn đề mà mình sau những cái tiểu phẩm thi thì có cái phần phụ đó là thử cái thử thách của các em tại sân khấu với tình huống với các vị khách mời ở đây. Thì chị nghĩ cái số tiền đó giống như muốn khích lệ tinh thần cho tụi em. Vì thật sự chị cũng là diễn viên, để ra một tiểu phẩm như thế này rất là cực khổ. Tập, dợt, ôi đủ thứ hết. Nghĩa là theo nguyên tắc thì không có phần này cũng được. Vì cái Tiếu Lâm Hội trước đây mình cũng đã có những cái format như thế rồi. Thành ra cái đó là coi như một chút về tinh thần, để cho các em thấy rằng là bên cạnh các em còn có chúng tôi đồng hành từ tinh thần cho đến vật chất, mặc dù nó không có nhiều. Chứ nó không có quyết định về vấn đề thắng thua hay là trong những cái phần thi chính của các em hết. Còn riêng cái ngày hôm nay mà tại sao chị Oanh lại xin ban tổ chức cho thêm một phần nữa, vì chị cảm thấy hai đội quá xứng đáng. Ai cũng xứng đáng hết, vì mỗi bên đều một cái trường phái khác nhau. Thế cho nên chị Oanh mới đánh liều xin và phá lệ một lần nha. Và nhớ tinh thần đó. Đại diện cho hai nhóm em xin cảm ơn chị Oanh rất nhiều. Mỗi đội sẽ nhận được 10 triệu tiền đặt cược của mình. Xin chúc mừng cho hai đội. Như vậy nhóm Hey Men những chàng trai và nhóm Kỳ Tài đều được nhận ngay 10 triệu đồng tiền mặt từ ban giám khảo Kiều Oanh. Quỹ của cả hai nhóm sau tập 3 không bị thay đổi. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty truyền thông Khang thực hiện. Còn ngay bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Hơi chứ cha chỗ hơi ông không hơi mắc mớ cái mặt hơi hoài vậy. Lạnh quá làm cho không khí nó sôi động lên để người nó nóng đó mà. Cái loa này cũng vậy nữa. Cái gì đâu mà đi cáp treo có một bài mở hoài. Đúng rồi đó, đi từ nãy giờ 20 phút trên cáp treo mà vẫn chưa tới cái đỉnh núi Himalaya Barcelona Salalalala. Sắp kỳ vậy trời. Ê, có cách rồi ở trong đây nè, tôi có cuốn sổ đây đó. Từ từ phải tìm được cái người. À đây rồi nè, để liên lạc ở phía dưới vui lòng bấm phím tính ton. Tính ton. Ê, cái tiếng ton là cái tên, cái chuông. Cái chuông. Cái chuông hả? Ê, kế bên cái số 0 nè. Ê, bấm số 0 coi sao. Xin chào mừng quý khách đã đến với khu du lịch Cáp Treo Đầu Dê bán thịt chó. Cái gì vậy? Cáp Treo tên kỳ vậy trời. Nghe cái tên cáo không muốn đi luôn á trời. À. Quý khách nghe tiếng Việt vui lòng bấm phím 1. Muốn nghe tiếng mẹ đẻ vui lòng bấm phím 2. Trời. Muốn nghe tiếng địa phương vui lòng bấm phím 3. Rồi cái phím 4 là cái gì? Là tiếng lòng. Tiếng lòng là tiếng gì? Tiếng lòng là tiếng của tôi. Trời ơi, cái loa nó nhiều chuyện thấy sợ thôi. Làm ơn cho tôi hỏi thăm một chút xíu coi. Alo. Alo, hỏi cái gì hỏi đi. Nghe không? Nghe rồi. Rồi, chừng nào lên đỉnh? Ô, hỏi cái câu gì mà tế nhị thế hả? Ông bị gì vậy? Ý là chừng nào tụi tôi mới lên được cái đỉnh Himalaya Barcelona xá là. Để lên được đỉnh núi đấy thì chúng ta phải vượt qua biết bao nhiêu đồi. Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Không thầy đố mày làm nên mò kim đáy biển đấy. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời đất coi thằng quỷ nhỏ mày làm cái gì vậy? Mày phá phách quá à, đi ra chỗ khác coi. Vân con biết rồi. Ủa, tôi đang nói chuyện với ai vậy? Thằng bé á. Thằng bé nào? Trời ơi, thằng bé mấy thằng bé đừng có đưa vô phòng, nó phá hư cái phòng của mình đó. Hiểu không? Đuổi cổ nó ra. Đuổi nó đâu được, nó con của ông chủ ở Cáp Treo Đầu Dê bán thịt chó mà. Mời nó ra nhẹ nhàng thôi nha. Bây giờ cho hỏi cái nè. Nghe không? Nghe rồi. Nói tóm lại là tầm khoảng 20 mấy phút nữa là tới đó. Vậy đi. Vậy đi. Thì cầm 20 phút nữa mới lên tới đỉnh. Đúng rồi đó. Ủa? Cái gì? Ủa sao mày bên đó? Tao mày bạn mà tự nhiên mày đi khác cabin là sao? Ủa đáng nhớ đi chung mà. Ủa đi chung mà? Tao tưởng ba. Vậy điên hả? Từ lúc mà sắp hàng lên Cáp Treo là quế ông lắm nha. Sao quế tôi? Bạn ông bên kia không nắm tay. Nắm tay tôi kêu đây như vậy. Trong khi đó, đó, vợ tôi nè, vợ tôi. Đó, con vợ tôi. Không phải, tôi bị nắm tay lộn. Ông đuôi rồi, ông đuôi rồi. Nè, còn cái ông kia ha. Ông nghĩ sao ông bỏ vợ ông với núi ông lên đây với ông vậy? Để cái ông nội nè, ông nắm tay tôi rõ ràng không? Số điện thoại số nhiêu vậy? Chưa có hả? Tôi hiểu thấm con vợ tôi quá mà. Quay, buông ra. Ông bỏ đi. Ông phải là người bỏ tôi với bọn. Không phải, bình tĩnh đi. Ai vợ chồng bị chó như nào vậy? Cái gì cũng bình tĩnh đi. Bình tĩnh. Mày này mày kéo bên kia đi. Tao kéo nè. Nói gì tôi lắm thằng. Tao đang kéo. Mày kéo đi. Tao đang kéo. Mày nạt ai? Tao nạt mày đó. Mày nạt tao à? Tao nạt mày. Ê, mày muốn chơi à? Chơi ơi. Á tăng gia, mấy á tăng gia. Nè. Tao mà thôi. Không phải. Chơi mày luôn mày. Chơi mày luôn. Chơi thì chơi mày. Mày không phải. Quý khách ơi, xin thông báo quý khách đang trên độ cao rất nguy hiểm, cho nên quý khách đừng tỏ vẻ là mình nguy hiểm nữa. Nhưng mà thằng này nó chửi tôi quá, tôi đâu có nhịn nó được. Nhịn không được hả? Đúng. Thế thì xúc đi. Xúc luôn. Hay lắm. Trận đấu kinh điển trên độ cao mấy nghìn mét lận. Cái gì đấy? Hả? Mấy nghìn mét hả? Cao hả? Thế đặt xuống tí nha. Quý vị và các bạn đã đến với trận đấu kinh điển đã đạt độ cao 1 mét. Tự tin liền. Rồi bây giờ ông già này, ông già đang loay hoay là cầm lơm cabin thì thằng trẻ thấy như thế đá một phát vào mông ông già. Ông già quay sang la lên đau. Không phải A, phải mà la là B mới đúng. B. Thằng trẻ thấy thế lêu. Lêu. Mình lêu tao hả? Không được cọc với người ta, phát này là phải cười ngây ngô. Thằng trẻ thấy thế được nước làm tới lêu thêm phát nữa. Lêu phát nữa. Cái thằng điên kia người ta chửi mà mày đứng mày cười à? Nó xui thôi mà. Bây giờ không biết làm gì, ông già tức tối mới leo qua bên cabin của thằng trẻ. Leo nhanh qua đi. Này thằng trẻ lúng túng bối rối không biết làm gì, bèn đứng im cho thằng già đánh. Mày đi phải cho chạy chứ. Thế thì chạy đi. Thằng già thấy thế bèn dí theo thằng trẻ. Đi ra. Mày xạo mày. Quá đi. Vâng, cái thưa quý vị, như thế là trận đấu kinh điển đã kết thúc với tỷ số 1-1. Cái gì vậy? Tôi mới nắm đầu nó phải ăn 1-0 chứ. Mày không nhớ cú đá vào mông lần đầu hả? Trời, nó còn nhớ. Thằng quỷ ơi phá quá à, để yên đi, đang massage mà massage em ơi. Trời ơi, thôi cái gì vậy? Nè, nè, tao ở bên đây rồi nha. Nha, đừng bao giờ giỡn mà tao cứ nói nghe chưa. Thôi xin lỗi mày. Vậy mày chỉ lẹ anh ơi, nguy hiểm lắm á, đừng có giỡn nữa. Em xóa gì anh? Em không túi. Em xóa gì anh? Em để sát lại trên rồi. Cô Trần anh ơi. Mày nói ai? Nè, để nói cho biết nè. Ê thằng già, mày còn non, mày còn xanh, mày còn tươi, mày còn trên cành lợn. Tao thì chín tới rồi, cho nên đừng đùi với anh nhé. À đừng giỡn anh, đừng có chừng té. Sao mày xin lỗi tao đi chơi? Xin lỗi mày, tao té bây giờ. Xin lỗi được anh đó. Tao xin lỗi mày, không bao giờ tao vậy nữa. Tha mày đó. Thằng này phải dạy đó. Gì đâu bạn bè không kỳ cục. Nhậu cho đã vô, xong cái gây lộn, người lộn cái quýnh lộn. Nhậu gì vậy? Nhậu gì? Có vui không nhậu? Ủa nhậu vui mà. Vui chỗ nào? Ủa nè, tôi cũng biết nhậu, có bao giờ mấy người rủ tôi nhậu đâu. Nó không rủ bà nhậu. Ủa sao vậy? Mày nhậu vô xong cái bà nói câu nào đúng mà cái đó à? Làm gì có ông này vừa đừng. Ủa có gì đó hả? Vợ tôi nó hay lắm anh. Nó nói gì đúng rồi, nó uống một ly vô nó phán là trúng bóc. Cái gì mà ghê dữ vậy? Biệt tài lắm, là biệt tài luôn á. Trời ơi ghê vậy. Để tôi kể anh nghe nè, hôm bữa đó ba tôi đang bệnh, nó đi nhậu với bạn nó về sao nó thấy ba tôi đang nằm nè. Ủa ba bệnh lâu sao ba chưa chết? Rồi ba không sao? 3 ngày sau mở cửa mã liền. Sao khủng khiếp vậy trời? Thấy quá đâu. Thôi đi. Thằng bao nhiêu tấu hệ này tao không biết làm gì luôn á. Giờ bây giờ nè, đàn bà con gái uống bia rượu là sang chứ không có gì hết. Thôi đừng cho uống. Cứ uống đi nè. Uống lại không có gì. Chị uống đi không có sao đâu. Bà không phải gì nè. Trời ơi chơi. Bà không được uống. Đó. Bà uống luôn thôi. Hay à. Rồi nói cái gì nghe vui vui coi. Vui hả? Ừ. Cáp treo đứng lại. Tôi nói rồi, mấy người không tin. Anh ơi. Cái gì? Cho vợ tôi uống một ly nữa. Kêu cáp treo chạy nhanh lại lên. Uống giùm ly, nó cáp treo chạy luôn đi nha. Cáp treo chạy nhanh. Ôi, chạy nhanh quá vậy. Sao nhanh quá vậy? Anh ơi, cái gì? Cho uống hết rượu luôn. Cho uống hết rượu luôn hả? Lẹ lên. Rồi quân anh đi bà nội. Nhanh lên đi. Rồi nói cái gì đi. Sao giờ tôi không nói? Nó xỉn luôn rồi. Trời ơi. Bây giờ làm sao đây? Ai biết. Bây giờ là xin thông báo, với quý khách là hiện nay trạm điều hành đang bị lỗi. Bây giờ chết rồi, nguy hiểm quá, sắp sửa nổ rồi. Cái gì nổ vậy? Anh ơi. Trái trạm điều hành rồi kìa. Trạm điều hành nổ rồi mọi người ơi. Bây giờ trái trạm điều hành thì phải làm sao đây? Làm sao đây? Chúng ta phải chết ở đây sao hả? Làm sao đây? Không được, mình phải thoát ra khỏi chỗ này. Không được. Mọi người yên đây. Những lúc như vậy phải bình tĩnh, không được hoảng loạn. Để tôi giải quyết cho. Làm sao? Tôi đi tự tử. Không à. Cái cáp treo nó đang gặp sự cố như vậy là không phải lo lắng đi. Bây giờ còn nói đi tự tử là sao? Các người cũng giống gia đình tôi thôi. Gia đình tôi, cuộc đời tôi có một mình Honey thôi. Vậy mà cũng không ai hiểu cho tôi. Honey ơi. Tôi chỉ có một mình Honey. Tại sao không cho tôi ở chung? Tại sao không cho tôi chăm sóc? Honey chết rồi, tôi không còn muốn sống nữa. Tôi chết đây. Lên đây. Tại sao vậy? Không có người phụ nữ này thì có người phụ nữ khác. Tại sao phải chết? Đúng rồi, trên đời này thiếu gì phụ nữ tốt. Người chết ở trong này được không? Ông im đi. Người phụ nữ gì ở đây? Mới nói Honey á. Honey là con chó của tôi. Đạp nó xuống liền. Đạp xuống liền. Dơ thẳng chân nè, dơ thẳng chân, đạp xuống liền, đạp xuống. Bình tĩnh, cái gì cũng vậy. Mình là con người với nhau mà, mình phải có nhân đạo, phải có nhân tính. Biểu quyết đi. Ai muốn nó xuống đúng không? Dơ tay lên. 4 thằng đó 4 phiếu á. Đi đi đi. Ủa mày tự tử sao mày sợ vậy? Tao sợ đâu cao. Suy nghĩ lại đi. Suy nghĩ lại. Bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại. Bây giờ rối quá, bây giờ làm sao bây giờ? Cấp treo nó dựng lại hẳn rồi. Không còn cách nào khác luôn đó. Tìm cách đi mọi người ơi, mọi người ơi, tìm cách đi. Hiểu không? Trời đừng có cưa mà tha. Má đi kìa, má cưa. Đúng. Tao không cưa. Bây giờ là mày cưa. Cái gì? Cái gì? Cái mày mày cưa không? Không phải, không được. Mày còn đưa tao quăng con nhỏ dưới liền. Chồng ơi cứu em. Không được. Mày quăng thằng này xuống đi, con vợ tao cưa. Hả? Tao muốn cưa mày ghê luôn á. Vợ tao phải cứu chứ. Bây giờ được cưa đúng không? Từ từ. Mày cưa. Từ từ. Mày cưa liền. Từ từ. Tao dục cái cưa. Hay quá. Cái cưa hay quá. Tao dục cái cưa hay. Mày dám quăng cưa tao hả mày? Bây giờ mày phải cưa cho đất. Mấy fan ơi, cái này nó có mưu tưa, khó lắm. Trong tình huống này tôi đành phải cưa thôi. Nè, tỉnh đi. Mày cưa mạnh rồi rớt nhanh rồi sao? Nhẹ nhàng thôi chứ. Cưa chậm chậm đâu ba. Mua nhẹ nhàng đúng không? Đúng. Thôi được rồi, nhẹ nhàng thì nhẹ nhàng. Trời ơi, cha mẹ mà sinh mình ra đời cho hình mạng sống, thế mà tại sao lại hy sinh? Nói cũng là do hai thằng bay, tại sao là do tao? Cuộc cho nó chết, sao không đi không thiếu à? Còn con kìa, tao nói dừng lại, dừng lại đi. Con dừng nãy giờ rồi. Ê, cái lớp nãy mệt á. Không, thao hơi lắm mà. Con suy nghĩ lại, con muốn chết nữa. Phải nói liền nghe chưa? Bây giờ phải kiếm cách xuống dưới lại đi. Mày xàm không à, không làm được cái gì hết á. Đúng rồi, phải tìm cách. Phải tìm cách xuống dưới nè. Ấy, có người kìa. Con anh, cứu tôi với. Cứu tôi với. Trời với cái khoảng cách độ cao vậy kêu làm sao người ta nghe được? Bây giờ làm sao đây? Trời chú, cứu tôi với. Mày có bị điên mà quăng cái áo rồi đó. Quăng cái áo vướng cành cây rồi kìa cha. Quăng cái khác đi. Cái gì nó nặng hơn hiểu không? Kiếm cái khác đi. Cho mượn cái điện thoại nhanh lên. Mới mua. Nhanh lên. iPhone X à? Cái đó. Anh tài xế ơi. Mới mua 38 triệu. Không quan trọng, cái quan trọng là mình xuống được tới đó. Tôi mua lại 2 cái. Đồng số nhanh lên. Đồng số đi, anh tài xế chứ cái máy rồi kìa. Được rồi. 0903 58 12/48 5B Phạm Ngũ Lão Gò Vấp. Sao nhà nhiều sẹt vậy? Trong hẻm mà hèn chi shipper ra không tới là phải rồi. Đúng rồi. Số điện thoại ba, số điện thoại của ba. Số điện thoại nhanh lên. Rồi. Không, quên 0903 09. Ủa đi. Alo, anh tài xế, anh đang nghe máy. Anh tài xế. Dạ. Dạ em biết rồi. Dạ. Rồi, để em về em nhắc lại cho. Dạ. Đâu có bóc máy đâu. Nó bậy quá rồi, em hiểu rồi. Cho lộn số rồi, gọi cho bà thím nè, bắt máy kìa. Bà thím nào? Ai biết, bà nói nạp tiền đi rồi gọi tiếp. Nạp. Không có tiền, điện thoại vô dụng. iPhone mấy mét của tôi. Nè, bà kia. Hả? Bà kia. Gì? Có điện thoại không? Có. Ý mà hết pin rồi. Thằng này có điện thoại không? Em xin lỗi, tại em muốn đi tự tử mà em sợ, không có tiền tự tử cho nên là em bán điện thoại đã có tiền tự tử rồi. Không làm được cái gì hết, trong cái cabin này không còn ai có điện thoại hay sao? Sao không hỏi tôi? Bà dậu. Đây. vậy? Tại sao không lúc nào mày làm được cái gì hết? Còn cái điện thoại cuối cùng rồi mày cũng làm rớt nữa. Làm sao có thể mà gọi điện thoại ở dưới được? Không làm được cái gì hết. Trong cái cuộc đời này mày không làm được cái gì hết. Muốn biến mạch xà bông vô được chứ? Nhanh lên, xà bông đâu? Nè, nè, tao gọi đầu mày hôm nay nữa nè. Chúc mày tỉnh táo cái đầu óc mày ra. Mày không làm được cái gì hết. Xịt vô, nhiệt tình vô. Nè, mày làm được cái gì? Mày coi đây. Hả chi? Tại mày ngu. Có như đó cũng không làm được. Chỉ còn tao thôi, tao mới có cách thôi. Đây, còn chai rượu này. Chai rượu gì? Tao sẽ gọi trọi xuống dưới. Nhớ chính xác. Mày không đợi tao luôn à? Đợi chút xíu đi. Ừ, đợi đi. Sao rồi? Canh kia giúp đỡ. Canh kia biết bài à? Tao không biết, đừng lý giải khúc này. Không lý giải được đúng không? Nhanh đi, nhanh đi. Tao sẽ chọi xuống dưới. Tao chọi xuống dưới trúng ống. Tiếp đất rồi. Chạm đất. Trời ơi, trúng đầu ông tài xế, xe cấp cứu chở ông đi luôn rồi. Bây giờ phải làm sao đi? Cái gì bây giờ? Anh ơi. Anh ơi, cái gì là lúc khó khăn như vậy? Anh ơi, cái gì muốn tự tử đó, tự tử đi. Dạ không, em không muốn tự tử. Anh ơi, có gì ăn không? Em đói bụng quá. Ăn gì giờ này ác nhân vậy? Cái gì vậy? Bên kia có gì ăn không? Đói bụng quá. Ông có cái gì ăn không? Đồ ăn vợ tôi giữ hết rồi. Bà có đồ ăn không cho nó ăn kìa? À có. Giỏi lắm. Đồ ăn đâu? Chỉ có phụ nữ mới làm được thôi. Để dưới á. Phụ nữ gì? Không có ai có đồ ăn hết. Sao không hỏi tôi? Đây. Đừng rớt đó. Kẹp chỗ này chắc hồi nữa ăn ngon lắm ha. Chuyện đó tính sao đi, có là tốt rồi. Trời ơi, một lần thôi chứ. Mày một lần thôi, lần đó gọi hư mi rồi quên rồi sao? Một cái bánh không giữ được, bây giờ chịu lạnh chưa chết, chịu đói mới chết nè. Thì lỡ rồi biết sao giờ? Bây giờ kiếm thức ăn ở đâu ra? Thôi đừng cãi nhau nữa, bây giờ đói quá lo kiếm cách đi. Mọi người có nghe tiếng gì không? Em nghe gì? Thức ăn nhanh, thức ăn. Tô chim. Không có gì ăn luôn. Con chim vũ đoàn hả? Nó ra nó múa xong mình nó bay vô. Lý ơi. Mọi người ơi, nghe gì không? Em nghe gì không với em? Con chim nó vang đầu hè. Em thấy gì không với em? Con chim nó vang đầu hè. Hót đi chim, hót đi. Mày hả mày hả mày? Mày hả mày? Hay lắm, mày ngồi xuống con chim kia. Bây giờ mọi người muốn ăn món gì? À, rô ti đi. Không, chỉ nước mắm. Cái gì? Còn thằng kia muốn ăn cái gì? Cái con chim đang ăn thịt kho hột vịt. Mày điên à? Con chim mà mày nấu ra thịt kho hột vịt. Mày điên, mày mới là thằng điên. Tao đói, tao thèm cái gì tao ăn cái đó chứ. Mày biết khùng quá mày ơi. Tại sao tôi lúc này không nhìn con chim mà phải suy nghĩ một món ăn nào thích hợp chứ? Đúng không? Đúng. Muốn ăn gì? Đậu hũ chấm chao nè. Không được có tào lao nha, mày muốn ăn món gì? Ê ai xếp hai nó đi. Xếp hai chứ còn cái gì nữa. Xếp hai. Tại sao vậy? Tại sao lại giết con chim sinh linh của núi rừng? Phải cứu nó chứ. Nó là một mạng sống mà. Hãy nhìn kỹ con chim này đi. Tại sao lúc này mọi người không nghĩ rằng con chim này sẽ chở từng người xuống phía dưới? Con nghĩ ra chưa? Đúng rồi. Ý rất hay đó Nam à. Bây giờ trong số chúng ta ai là người đầu tiên sẽ cưỡi con chim mình đi xuống dưới? Tôi. Chưa ai lên tay hết. Hết cách rồi, phải đi thôi. Mọi người yên tâm đi. Chuyến này đi lành ít dữ nhiều, nhưng mà không sao đâu. Tôi sẽ kịp cứu hộ cứu mọi người. Cố lên nha bạn. Bạn ơi, bảo trọng cẩn thận. Hey men. Chim ơi, hãy đưa ta xuống dưới. Mọi người cứ ở đây đi. Tôi sẽ ở đây chung với mọi người. Có một con chim tôi cũng để thoát được nữa. Tại sao không như tại ai? Phải làm sao đây? Bây giờ phải làm sao đây? Cặp treo vì sao vậy? Không ổn rồi. Cái Campuchia sắp đứt rồi. Mọi người qua đây. Qua được. Để qua đi. Thằng Bóng lẹ lên. Anh phải cứu em. Qua đây với anh. Em sợ độ cao lắm, không được đâu. Em qua thì em sẽ chết đó. Không. Đây, anh nghĩ là nguy hiểm. Còn phải cứu con vợ thôi. Em nguy hiểm. Em chạy đâu? Vợ tôi. Quên. Không sao hết, có anh ở đây rồi. Không sao. Không được. Sao vậy? Chấp nặng quá. Chấp không chịu nổi nữa rồi. Đúng rồi. Bỏ bớt đồ xuống. Cẩn thận. Không được rồi. Chấp vẫn còn nặng. Một người phải nhảy xuống. Không, tôi không nhảy. Hai vợ chồng tôi cũng không nhảy. Không ai nhảy. Mày phải nhảy. Bởi vì ngay từ đầu mày là người muốn tự tử thì mày phải nhảy. Tôi không nhảy. Tôi không muốn chết nữa. Tôi không nhảy. Mày mới là thằng phải nhảy. Không, tao không nhảy. Nào, nhảy đi nào. Cái gì vậy Long? Tao là bạn của mày đó Long. Vậy mà mày cứ nhảy người hả? Chứ không nghe ai vậy? Thằng này, chính vì mày đưa con vợ mày qua đây, cái cáp treo nó mới không chịu sức nặng được. Mày phải nhảy xuống. Tao không nhảy. Được. Mày không nhảy hả? Tao sẽ xô con vợ mày xuống. Tao mấy người không được bắt chồng tôi nhảy. Anh không nhảy thì em sẽ chết. Em sẽ chết cùng anh. Không sao hết. Anh xin lỗi vợ. Anh biết thời gian qua anh không có lo lắng, không có chăm sóc cho em nhiều. Không phải. Em là phụ nữ đáng đi được yêu, đáng được thương, đáng được trân trọng, anh không làm được. Không phải, lỗi do em. Em biết anh đi làm chịu áp lực nhiều lắm, mà anh cũng phải chiều em nữa. Em biết anh phải chịu đựng em. Tất cả lỗi là do em. Em xin lỗi anh. Em không có lỗi, em không có lỗi gì hết. Em xin lỗi. Anh yêu em, anh yêu em, vợ của anh. Em yêu anh. Nam, Tao xin lỗi mày. Lúc nãy tao kêu mày ai cũng có người thân của mình, chỉ có tôi là không có. Để tôi nhảy. Khoan, không ai phải nhảy hết. Tôi rất vui khi biết mọi người trên cáp treo này, nhưng có lẽ đây là số phận, thì hãy để cho số phận tự quyết định. Hey Man! Sao lại có thể chọn một cái cách thể hiện tiểu phẩm khó như thế này? Tại vì Cười Xuyên Việt nhiều mùa lắm rồi, kịch bản nó cũng thay đổi nhiều lắm rồi, để cho có nhiều tiếng cười hơn nó rất là khó. Chính vì vậy anh em buộc lòng phải nghĩ, suy nghĩ bối cảnh thật là đắt để kiếm cái tiếng cười nó chất lượng hơn. Các em suy nghĩ là bối cảnh lạ ở dưới người ta làm mặt đất nhiều quá, lâu lâu mình lên trời chơi chút xíu. Chính vì vậy mới có cái dự án cáp treo này, không ngờ nó cũng dữ thần. Vâng, xin cảm ơn cái idea rất lạ của nhóm. Anh Vũ Hà, anh thấy sao anh? Đây là lần đầu tiên mà mình xem một tiểu phẩm hài mà được làm giống như một bộ phim. Tất cả mọi nhân vật đều có cái số phận. Anh thích nhất là cái kết, có một cái câu nói là để cho số phận nó định đoạt, chứ mình không có quyền định đoạt. Rồi một đàn chim bay ra, óc ác nổi hết trơn, tuyệt vời. Anh rất thích tiết mục này. Cũng nói thiệt với lại khán giả, cái dạng câu chuyện này không phải là câu chuyện hài, nó là câu chuyện kịch. Ở đây nó là dạng kịch tình huống, và thể loại mắc kẹt á, rất khó làm tình huống hài. Tại phim Mỹ nó có thể loại mắc kẹt, cho nên phải đi theo đúng con đường nó là khai thác tình huống để làm cái hài. Mặc dù thật sự rất là phi lý, không thể nào mà leo qua leo lại được, nhưng dù gì cái chính của mình vẫn là hài. Mình phải vẫn có những cái chiêu trò đó. Có thể là khán giả người ta không tin, nhưng người ta sẽ chấp nhận được cái điều đó, vì đây là sân khấu mà mình được quyền ước lại cái điều đó. Và hôm nay thật sự là rất là mừng khi mà công sức Tiên cũng như rồi tất cả anh em mình, cũng như toàn bộ ekip, anh LED, ánh sáng, âm thanh, tất cả mọi thứ cảnh trí đã có một tác phẩm rất hay. Vì hài hành trình là cái kiểu này làm rất là khó. Tiên rất là vui. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Một lần nữa xin cảm ơn Diệp Tiên, xin cảm ơn ekip rất nhiều ạ. Thật sự Gia Bảo chưa có bao giờ dám làm những cái quá mới như thế này. Mà phải nói là hôm nay coi tiết mục này thật sự lần đầu tiên thấy đưa một cái cáp treo lên sân khấu. Thật sự mà nói chỉ có Cười Xuyên Việt mới làm được thôi. Tại vì đã từng thấy chiếc xe mà chạy trên đường rồi, xe đò rồi. Lúc đầu thấy đưa hai cái ra là sao mà nó khó quá vậy. Tại mình đứng yên con chỗ à. Nhưng mà sao dám nghĩ ra cái trò mà nhảy qua nhảy lại, leo qua leo lại. Một cái trò mà nó vô lý nhưng mà nó rất là duyên dáng. Em nói thật là diễn viên phải có nghề là mới diễn nổi cái kiểu này. Một cái câu chuyện nó rất là hay, nó rất là nhân văn, nó rất là xúc động. Em chỉ nhắc một chút xíu thôi là nó có cái gì. Tại vì mình đã quy định hai cái này nó đi chung với nhau. Thì khi cái đầu thì ba người kia lại diễn nó rung dữ lắm, cái bên kia thì nó lại rung rất là nhẹ. Cho nên mình để ý cái đó, mai mốt nó phải đồng nhất với nhau. Và cái thứ hai là trên cao mà tuyết mà nó rơi như vậy là nó còn lạnh dữ dội lắm. Nói chung là mấy cái áo này không có xi nhê, em chỉ dắt nhẹ vậy thôi. Nhưng thật ra là cái kịch bản này rất là hay và rất là mới lạ. Và chúc mừng Cười Xuyên Việt có thêm một cái đột phá mới nữa. Anh Lê Dương Bảo Lâm mắc cái gì mà anh ngầu? Người ta tiết mục người ta hay như vậy, mắc gì anh buồn? Ban đầu thì em nhìn đội nó để coi làm được cái gì. Nhưng mà qua chồng thứ hai tự em sợ cái đội này dễ sợ. Khi mà đưa hai cái này ra em nói tôi diễn viên sẽ bị túm vô đây, Đài sẽ không náo được, chắc chắn các bạn sẽ chết. Trong bụng em cười như vậy luôn đó. Nó ác dễ sợ không? Nhưng mà khi mà các bạn quẹt quẹt bay qua bay lại thì có cảm giác trời ơi sao mà hay quá vậy. Với một cái là em nói ban tổ chức là đây cái tiết mục phá hoại nhất. Tại sao mà tuyết rơi nửa chương trình, tốn quá trời tốn rồi. Khói được. Xong một cái nữa, Lạc Hoàng Long làm hư cái mi 3.000 đô của chương trình. Đó, em mong là chương trình hãy trừ điểm về cái tội này. Tội phá hoại cái mi với xịt tuyết 10 triệu. Trời ơi, nó ra giá tuyết 10 triệu luôn. Chị Oanh, chị có trừ không? Chứ trời, em nghĩ không lẽ chị để kẻ xấu nó tác động lên chị, sao em không có đâu. Bỏ qua những cái chi tiết vì Bảo thấy các em hay quá cho nên muốn nó hoàn chỉnh, muốn nó hay hơn nữa. Nhưng mà chị cũng không có đặt cái đó để mà chấm điểm với các thứ. Nhưng mà vì những cái hay của tụi em nó lấn áp hết những cái thiếu chứ không phải là dở. Cái chị thích nhất, cái xử lý nó mới, tình huống thì cũ nhưng đưa ra nó rất là mới. Ở cái chỗ cuối thường mà gần ao, mình muốn ao thì mình sẽ dựng rằng là ôi tất cả đều hy sinh cho nhau, thôi thì tôi nhảy. Thường mình sẽ giải quyết kiểu đó thì sau đó lòng tốt sẽ được đối đãi là chim sẽ giúp đỡ. Nhưng không, tụi em vẫn giải quyết vì chúng ta cũng là những con người bằng xương bằng thịt và ham sống và sợ chết. Chứ nếu mình làm điều kia thì cảm thấy bục quá, hoàn thiện quá. Thế nên là chị thích chỗ đó để tạo thêm một cái tình huống cho tụi em diễn nữa, để cuối cùng rằng cũng lại một lần nữa là hết sức là đời. Dù chết hay sống, mình không phải là gia đình, nhưng vẫn là một gia đình. Thì cái điều đó nó rất là mới. Chị thích vô cùng. Nó sang trọng, làm cho hài mình nó sang, thật là sang. Vì những tình huống, vì những hành động, vì cách diễn hết sức tỉnh của các em. Chị thích và nể và mong sắp tới nữa sẽ có những cái tiết mục hoành tráng hơn nữa, sâu sắc hay hơn nữa. Bữa nay cáp treo hoặc mai mốt là tụi em có thể bay ra vũ trụ, thí dụ vậy đó. Mình sang hành tinh khác, mình hài chơi cho nó biết mình ở đây hài giỏi như thế nào nha. Vậy đi. Hồi nãy cái kết tôi có đứng lên, tôi thích quá, tôi đứng lên tôi vỗ tay. Hôm nay đây là hội tụ tất cả những tinh hoa nhất của Cười Xuyên Việt. Và các bạn đã đem lên cho tôi một cái điều rất là thích thú. Tôi yên tâm một điều là bây giờ đã có những người thế, những bậc đi trước chúng tôi. Một cái hậu sinh là rất là tốt để làm những câu chuyện tiếp theo. Hôm nay tôi chỉ bổ sung về cái tiết mục này thôi. Bổ sung cái điều hợp lý nhất. Như Diệp Tiên nói là cũng không được, bởi vì mình phải ước lệ hết. Còn đã xử lý, phải xử lý cho nó đúng. Cái thứ nhất là nhờ cái loa kia nói chuyện. Tại vì thực ra các bạn đang mặc đồ như vậy là không đúng để đi trên cáp. Nhưng các bạn như vậy đó là các bạn nói là ông này la ông kia cũng tại ông không à. Chọn cái cáp của mùa đông đi. Ông nói chọn cái cáp mà nhẹ nhẹ, không có kiến để dễ nhìn ra ngoài. Bây giờ lạnh thấy, bạn thấy chưa? Nó cũng hợp lý. Cáp giá rẻ hơn hoặc là như thế nào đó. Cái loa nó chửi. Rồi một cái cô này nữa, ông này phát hiện ra vợ mình lạc qua đây đó, thấy chưa? Hồi nãy mới đứng ở dưới thôi, nó lạnh quá uống con ly vodka, nói bậy bạ cái giờ lạc thiệt. Thấy bà thấy chưa? Thì mình gieo cái đó đi để lát mình hợp lý tất cả câu chuyện này. Là anh bảo đảm với tụi em là nó sẽ đỉnh luôn. Góp ý thôi, cái này góp ý thôi để sau này mình làm tốt hơn. Nhưng mà cuối cùng vẫn là phải nói là một điều, đây là một cái mới. Tôi chưa coi được những cái nhóm khác nữa, nhưng mà ngay nhóm Dương Lâm ngồi đây là đối thủ đáng gờm nha, không có đơn giản đâu nha. Nhưng mà không công bằng, đội hình đã mạnh rồi mà đưa tiếng ốp vô cũng mạnh luôn. Khúc đầu cái con quỷ ốp nó duyên dáng. Tuấn Dũng. Vâng, xin cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của diễn viên Tuấn Dũng, một tràng pháo tay ạ. Cảm ơn. Xin cảm ơn những ý kiến của ban giám khảo rất nhiều ạ. Và số điểm của đội những chàng trai Hey Men sẽ được giữ lại vào phía cuối chương trình. Chào mừng các bạn đã đến với phòng đặt cược. Bây giờ nhóm hãy cùng với Tú chúc mọi người một năm mới vui vẻ đi nào, vì còn 2 ngày nữa là Tết Tây rồi. Chúc mừng năm mới. Happy New Year. Xin cảm ơn rất nhiều. Cái kỳ trước á, là anh Lâm Băng Đời với chị Hoài Thi là rất là khó khăn trong việc luyện tập, thì không biết là tới tập này là như thế nào anh? Nói chung là khó khăn thì vẫn chồng chất khó khăn, nhưng hiện tại về công việc cuối năm rất là nhiều. Nhưng mà cái quan trọng lên đây là gặp lại anh em rất là vui. Thật sự là của tập 1 nghe Lâm nói thật sự là cảm động lắm, muốn rơi nước mắt. Xin cảm ơn cái tình của anh dành cho Cười Xuyên Việt, cũng như là cái tình cảm của anh em với nhau, và đặc biệt là tình của người vợ của anh Lâm Băng Đời ở nhà đã hỗ trợ cho anh đi thi rất là nhiều. Xin cảm ơn rất nhiều. Và tiết mục tiếp theo Không biết các anh làm về chủ đề gì? Thì cái mục tiếp theo là mình sẽ làm chủ đề xuân. Xuân. Ồ không, như đó thôi hả? Hết luôn hả? Ồ bí mật quá. Tôi nghĩ là chắc tiết mục này sẽ hay lắm đây. Nhưng mà đến với phòng đặt cược này, các anh chỉ được đặt cược 5 với 10 triệu thôi. Vì các anh đã đặt cược 15 triệu rồi. Bây giờ nhóm hội ý với nhau đi. Các anh chọn đi, em đi ra. Thấy bài mới, bài kế này của mình vui chưa? Thôi, theo như bây giờ biết sao không? Anh em mình lên đây đã là gặp nhau, làm việc chung với nhau là một điều rất là vui rồi. Đó, mà chơi là phải chơi lớn. Rồi, đặt lại Sơn đặt đi. Bí mật lại Sơn đặt đi, đề tập trước cũng đề đặt rồi. Là tập trước là anh Lâm Nhân Đệ anh đặt rồi, anh xui quá. Giờ không biết để Sơn đặt cái dòng này không biết xui hơn không nha. Xui chịu thôi, nhưng mà tôi nghĩ là năm nay bữa nay tôi mặc áo đỏ nè, đó tôi hên lắm. Tôi tin chắc rằng là dòng này là tôi đặt sẽ may mắn. Mặc áo đỏ, phong bì đỏ luôn. Đó. Em xin nhận cái phong bì này của nhóm và em xin niêm phong nó lại. Vâng, và sự giữ bí mật đến cuối chương trình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem tiết mục thế nào nhá. Thấy được cái sự vui vẻ, hòa đồng và tâm huyết của các anh. Với cái đêm 1 thì mọi người đã thấy cái sự trở lại của tất cả các anh em trong cái chuỗi Cười Xuyên Việt rồi. Và họ nói, họ tâm sự với nhau là khi mà đến với cái cuộc thi này không phải là thi mà là cái cơ hội để gặp nhau. Giống như á, các anh chị em nghệ sĩ khi mà đi làm á, cái cơ hội đi làm á, có tiếp xúc nhau cũng chỉ là công việc. Nhưng mà cơ hội để gặp nhau cùng một sân chơi á, rất là hiếm. Đúng vậy. Thì họ tận dụng cái này để đem hết máu lửa của mình ra mà chơi. Và họ xác định luôn là tới đây chơi khô máu. Chơi hết máu luôn. Ừ, khủng nghe khiếp. Sợ chưa? Và để xem coi cái nhóm này chơi như thế nào. Quý vị hãy cùng chờ đợi nhé. Trong tập thi đấu hôm nay, tiếp tục với chủ đề bài học tuổi trẻ sẽ là màn tranh tài của hai nhóm. Nhóm Khủng Long Tí Hon với trưởng nhóm Quốc Khánh đến từ Cười Xuyên Việt mùa 2 cùng những người bạn thân sẽ thể hiện mảng vấn đề tiền. Nhóm những chàng trai Hey Men với sự tham gia của cặp đôi Lạc Hoàng Long, Lê Nam đến từ Cười Xuyên Việt mùa 2 và phiên bản nghệ sĩ mùa 2 sẽ thể hiện mảng vấn đề về tù. Còn bây giờ tiếp tục với chủ đề bài học tuổi trẻ cùng với giám khảo Kiều Oanh, Tuấn Bèo, ban bình luận Nam Thư, Dương Lâm, Vũ Hà, Tuấn Dũng. Và hãy quay trở lại phòng đặt cược của chương trình cùng MC Anh Tú. Chào mừng các bạn đã đến với phòng đặt cược và đây là đội chơi. Ô là la, xin chào người quen. Xin chào nhóm và xin tôi gặp đội trưởng đi. Dạ, ở đây em là đội trưởng. Em là đội trưởng, em nhỏ nhất mà em là đội trưởng ha. Bây giờ Khánh hãy chia sẻ những khó khăn khi mà chúng ta thi đơn rồi bây giờ chúng ta lập một cái nhóm thi. Thì cái khó khăn nhất là cái khó khăn gì nè? Thì khi mà thi đơn á, thì mình thích cái gì thì mình làm cái đó. Còn ở đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái đầu, 7 suy nghĩ khác nhau, 7 ý tưởng khác nhau. Thì cái việc mà thống nhất cái ý tưởng nào mà ý tưởng hay nhất rất là khó khăn. Và xin chúc cho nhóm Khủng Long Tí Hon để không còn tí hon và khủng long lớn luôn nha. Đây, Tú có 3 mức cược 5, 10 và 15. Ở vòng đầu tiên thì chắc chắn các bạn có biết luật chơi rồi chứ hả? Thì bây giờ các bạn hãy chọn một mức cược đi nào. Thôi bây giờ chúng ta đã quyết định cái giá đặt cược cuối cùng. Bây giờ mọi người là không thay đổi nữa nha. Ok. Các bạn đã thống nhất chưa? Rồi bây giờ là thống nhất rồi anh. Thống nhất rồi, đây phong bì của Tú. Tôi xin niêm phong lại nhé. Đến cuối chương trình tôi sẽ mở ra và chúc cho các bạn đạt được số tiền mà mình đã đặt cược. Rồi về cái quyết tâm nè. 2, 3 nè. 1, 2, 3. Yeah. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với đội Khủng Long Con Ham Ăn. Cái đội người ta phải tên vậy. Không phải đâu tôi. Các bạn ta chửi chết. Mèo biết rồi, mèo biết rồi, là nhóm Khủng Long Tí Hon. Tí Hon đúng không? Nhóm Khủng Long này có một cái điều rất là đặc biệt. Đố Tú là gì? Nếu như Tú không lầm thì Quốc Khánh và Hoàng Khôi là hai người có thể viết được kịch bản hài đúng không? Viết được kịch bản, họ là biên kịch mà giỏi luôn á. Wow. Có cái điều mà lợi thế của nhóm, nhưng mà chính vì cái lợi thế nó là con dao hai lưỡi để cho mà nhóm cảm thấy bế tắc. Mọi người muốn nha, là mọi người đang tôn trọng quyết định của Khánh và Khôi gì không? Dù gì đi nữa thì Khánh và Khôi trưởng. Tại vì em là tôn trọng nhưng mà phải có suy nghĩ trong đó để nhóm em nói. Tụi em là kiểu diễn viên thôi, còn ông Khánh là ông có tư duy đạo diễn cho nên nhìn tổng thể ông thấy không được thì ông không có dám làm. Nếu mà thấy không được á thì khi mà tổng đạo diễn người ta đưa ra cái đường dây cho mình thì cứ như vậy mà làm thôi. Đừng có chết nha, đừng lên nha. Thôi anh, anh đừng cọc, anh đừng cọc. Thôi ra, đừng cọc, anh. Khánh, ở nào? Đừng quay em, đừng quay em. Khánh, trời ơi Khánh. Ôi vậy bây giờ sao ta? Hôm nay nhóm mình có ổn không ta? Không biết nữa, giờ đang rất là hoang mang và hy vọng là nhóm có thể vượt được về đích an toàn. Và để xem nhóm sẽ như thế nào. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón nhóm Khủng Long Tí Hon. Anh PT em mà không tập nữa. Trời trời, muốn giảm cân phải tập chứ. Quá sức chịu đựng của em rồi. Nè, bây giờ tôi nói cho cô nghe. Cô muốn giảm cân để làm cái gì? Đi làm hot girl. Làm cái gì nữa? Để được có hot boy và có siêu xe. Có hot girl nào mà mập như vậy không? Không. Thì phải tập. Tập đâu. Muốn thành hot girl thì phải tập, biết chưa? Không, em không tập đâu. Em không cần tập vì đã có anh. Siêu xe và hó đất. Em gái, anh có siêu xe nè. Anh tặng em chiếc siêu xe này. Em đi chơi với anh nha. Không. Sao vậy? Anh mập quá. Xấu mà còn đòi hỏi. Được. Em muốn đẹp trai chứ gì? Anh có phép mà. Anh sẽ biến ra một người đẹp trai cho em. Em gái à, em đi chơi với anh chứ? Dạ đi. Hết đói mất rồi, chỉ còn xúc xích thôi. Đi chơi với xúc xích nha. Dạ đi. Đi anh ơi. Ôi quẹo đây quẹo đây. Qua siêu xe của anh mà qua. Qua. Trời ơi, đất ơi, cái khu tập thể của người ta mà cũng ngủ giữa thanh thiên bạch nhật vậy được nữa à? Mơ cái gì nữa vậy? Hả? Siêu xe. Siêu xe nè. Đó, siêu xe. Có một chiếc xe kiếm cơ mà lúc nào đụng vô cái hư, à. Ai muốn vậy đâu. Thấy chưa? Xui mà nó xui vô chỗ ăn, chỗ ngồi luôn hả? Thì già cả rồi chạy xe ôm ế quá, giờ không có tiền sao sửa xe ba. Thôi được rồi, để tôi kêu thằng bạn tôi nó sửa cho. Nó sửa chùa nhưng có tiền phải trả lại cho nó. Ai vậy? Anh Đầu Quán. Thằng này tôi nhớ tôi nằm ở gặp giấc mơ thấy nó mà không ta? Bậy bạ. Đây chính là Dr. Biker. Anh, hành nghề đi anh. Trời, ông đo nhiệt kế luôn kìa. Sốt rồi nha. Mấy độ anh? 60 độ. Trời ơi. Đúng rồi, mới chạy xe về mà. Tim đập yếu. Đúng rồi, lâu rồi anh chưa đủ xăng. Mất mà. Có rồi. Có gì anh? Có thai rồi. Cái gì? Không. Ý tôi nói là có hư. Có hư hả? Ừ. Phải thai nha. Thai hả? Ủa mà thai nhiêu tiền? 20 triệu. Anh nghe nhiêu tiền? 2 triệu. Rồi sửa chi ba? Mua xe mới luôn cho rồi. Giờ có thai hay không? Có cái chén cơm mà ở thai. Cứ yên tâm, để tôi. Anh. Gì vậy? Chắc chưa? Dạ chắc. Khoan đã bác sĩ, tình trạng của bệnh nhân như thế nào rồi? Tình trạng của bệnh nhân thì phải mổ. Nhưng mà sống được hay không thì phải do ý trời. Nè, tôi dặn nha, lần sau phải để dành tiền cho những cái tình huống như vậy chứ. Chạy xe ôm gì mà ẩu tả vậy? Ai nói ông không có tiền? Ủa? Có tiền mà chẳng qua để dành không sửa xe thôi. Dạ. Ông biết để dành tiền làm gì không? Chị? Mua quà. Chiều nay sinh nhật bà qua nè. Hả? Cái gì? Chiều nay sinh nhật bà qua hả? Ê, cái gì? Giúp tôi suy nghĩ coi chiều nay tặng bà cái gì. Rồi, từ từ để tính nha. À, tặng bà kim chỉ đi, tặng bà mai. Thôi bà không thích may đồ, bà thích ăn à. Vậy tặng bà kim chi. Trời ơi, không tặng kim chi thì tự nhiên ăn vô sốc bao tử lắm. Vậy bây giờ mà con gái tặng cái gì mà vô là nó phê liền ta. Đừng có kim chích. Kim chích. Để đâu tặng kim chích ba. Vậy thôi, nếu mà khó tặng quá cái gì cho bất ngờ đó. Nếu mà khó quá dẫn bà qua gặp chú Kim Tử Long đi. Tào Lao. Thôi bình tĩnh. Cái gì? Bây giờ có nhiêu tiền mà đòi mua quà tặng gái nè? 50. Trời đất ơi, có 50.000 thôi đó hả? 50.000 rồi đâu có đắp đổi gì được. Bây giờ phải tính cách nào. Khoan đã, tôi đã có cách. Lạ sao? Tôi muốn trẹo tay luôn, không hiểu hả? Không hiểu, nãy giờ có hình không có tiếng. Ý tôi là tụi mình sẽ cướp ngân hàng. Thôi bỏ đi. Tôi cũng nghĩ vậy. Trời ơi, nghĩ sao già cả một cướp ngân hàng vậy ba? Có cái nào mà không ở tù phạm pháp đâu không? Tôi còn một cách. Cách gì? Bây giờ mình đánh đề đi. Đánh đề hả? Ừ. Đánh đề ở tù đó ba. Ở tù cái gì hả? Ở tù đánh đề cái bộ giết người sao ở tù? Trời ơi, mặt kìa mà làm cái gì mà ghê dữ vậy? Có biết đánh đề không mà đòi đánh đề? Không. Con chó số mấy? 11. Dê nhiêu? 35. Bướm nhiêu? 19. Còn ở tù nhiêu? 3 năm. Gì vậy ba? Trời đất ơi, cái gì mà trùng tao ở tù vậy? Nghĩ sao đánh đề? Bây giờ tôi không có thằng nào biết đánh đề hết trơn. Đánh là lỡ thua mất 50.000 tôi sao? Không sao. Bây giờ mình không biết đánh đề nhưng tôi biết một người. Người đó có thể giúp cho mình đánh đề. Đánh đầu thắng đó. Ai? Thần đề. Hỡi thần đề, hãy về đây. Cao xanh hỡi hãy chứng minh lời của chúng con. Giúp chúng con xin người hãy một lần ban tài cho chúng con phen này quyết chơi liều gom lại hết số tiền mà tụi con đã để dành. Tăng 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 tới ông hát kìa. Con số mấy hãy giúp con điền này dấu yêu. Nếu hôm nay con được trúng tiền à nhiều, con thành tâm trả ơn mong trai thương. Còn không là chết con người ơi. Thôi trời ơi. Thần đề sao cái gì? Ba ký sinh hả? Tào Lao, cái đó là người ta đang bấm. Đó, phải. Tao bị sốc vòng. Ê, vô trời ơi. Thần đề, giúp con. Cái gì vậy? Búng cái vòng bay con mắt rồi. Tào Lao này, cái vòng còn ở đây nè. Trời ơi, vậy là ông lấy vòng tiếp hả? Không, tao đang bấm đề. Còn cái vòng sao? Bấm quá nó lúng vô trong luôn rồi. Trời ơi. Nhưng mà chồng hai con, ai là người kêu tay lên đây? Dạ con. Con đã nằm mơ thấy gì rồi? Nằm qua hả? Đúng. Mơ thấy gì? Mơ thấy cái gì? Giấc mơ tiết trắng. Trong giấc mơ đó con thấy ai? Lương Mạnh Hải. Thấy ai? Ca sĩ Thủy Tiên. Ai nữa? Siêu mẫu Anh Thư. Sao con thấy toàn nghệ sĩ không vậy? Đêm qua thức trắng coi phim mà. Bấm không có đài số. Có rồi, có số rồi. Số 10 nha. Số 10 đúng rồi, hôm qua con tới tập 10 mới ngủ. Còn đó, đêm qua con mơ thấy gì? Dạ, đêm qua con nằm mơ. Thấy cái gì? Dạ, thấy nhột. Vậy là trong hai con không ai nằm mơ thấy gì hết hả? Dạ. Dạ. Thì sao có số đánh đây? Trời ơi, giúp con đi thầy. Không sao, ta đã có cách. Ăn cái này đi. Con ăn vô đi, rồi con sẽ nằm mơ. Con thấy được con số mà con muốn. Ăn đi con. Ăn đi. Có giấc mơ nào êm đềm khẽ lướt qua làn môi Và xin chúc mừng phần thi trình diễn của nhóm Khủng Long Tí Hon. Và đồng nghĩa với việc 4 nhóm đã thi xong. Và trên tay anh Tú đang cầm kết quả chung cuộc. 3 nhóm nhận được số điểm 10 đến từ ban giám khảo. Và một nhóm nhận được số điểm 5. Vì diễn quá nhạt nhẽo và không có gì thú vị. Và người nhận được số điểm 5 sẽ buộc lòng phải rời khỏi chương trình. Và đó chính là nhóm Khủng Long Tí Hon, đội trưởng Quốc Khánh. Anh ơi, em mới thi có nửa vòng 1 mà sao em rớt vậy anh? Ráng năm sau đăng ký lại nghe em. Dạ, xin... Trời ơi, những gương mặt này nè, chị Nam Thư, chị Kiều Oanh, chị Buka, trời nhạc này sao quen quá vậy? Em rớt nữa rồi hả? Trời ơi, không được đâu, tôi không rớt nữa, trời ơi, tôi không rớt nữa đâu. Vụ gì vậy? Tỉnh lại. Sao? Sao? Số mấy? Thấy cái gì? Không thấy gì hết. Trời ơi, thấy cái gì phải nói mới là số chứ. Không thấy gì đâu, không dám nói. Sao vậy? Tôi mà nói ông không có can đảm đứng ở đây đâu. Trời ơi, thôi bây giờ vậy đi, nó không mơ được, để con mơ cho. Có giấc mơ nào em đêm khẽ lướt qua làn môi. Mình đang ở đâu đây? Trong đầu mình hình như không nhớ gì cả. Khôi à? Khánh. Hình như ngày mai là ngày Khánh cưới vợ đúng không? Dạ. Thật là trùng hợp, mai cũng là ngày Khôi đi du học nước ngoài rồi. Không biết khi nào mình mới gặp lại nhau. Khôi chúc Khánh hạnh phúc bên người mà Khánh yêu thương nha. Chào Khánh. Khánh thương Khôi. Cuộc sống nơi đây nào biết trước định mình, và có mấy ai tự đổi thay đời mình. Khánh ơi đi, Khánh nói đi, Khánh thương Khôi vì cái gì? Bởi vì ánh mắt của Khôi đã làm đốt cháy trái tim của Khánh. Ý Khánh nói là cái ánh mắt này á hả? Đừng làm như vậy nữa Khánh. Nhưng mà Khôi đã mua vé máy bay rồi. Vậy thì xé vé máy bay đi. Còn vé tàu nữa. Xé vé tàu luôn. Khánh có giỏi, Khánh xé luôn cái này đi. Xé hết. Khánh ơi, Khánh mới xé sổ đỏ nhà Khánh đó. Khánh ơi, Khôi không chứa chấp Khánh nữa. Khánh đi bụi đi. Khôi à, Khánh không cần gì cả, Khánh chỉ cần Khôi thôi. Vậy còn vợ Khánh thì sao? Khánh đừng làm vậy. Mặc dù Khôi thích nhưng mà đừng làm vậy. Khánh yêu Khôi. Cái gì vậy ba? Gì bóp cổ vậy ba? Làm ơi cái gì vậy? Không, cái này không nói được đâu. Sao không nói được? Là mới vậy? Cái này là ước nguyện thầm kín. Cái gì? Ý là một cái giấc mơ vô nghĩa nhưng mà giá như nó là sự thật. Cái gì? Không có, ý là nó không có số gì hết, không có mơ mộng gì được cái này đâu. Trời ơi, không ai nằm mơ thấy số gì ta. Sao mà thấy số được? Vì ta đã bỏ nghề thầy đề lâu rồi. Trời ơi, tại sao vậy? Bị gì mới đi cải tạo về. Rồi giờ ba làm nghề gì? Bây giờ ta làm cái nghề chân chính hơn rồi. Nghề gì? Thầy bói. Trời đất ơi. Trời ơi, thầy bói là cô nội của thầy đề đó. Ủa bây giờ ông là thầy bói làm đâu giúp tụi tôi bằng đề đâu. Đi về đi. Nhưng mà ta biết con đang yêu một người tên Qua đúng không? Sao biết hay vậy? Ta là thầy bói, ta không có coi đại trà đâu. Nhưng mà ta còn biết nữa, kiếp trước còn mắc nợ cô ta. Có mắc nợ hả? Đúng. Nếu như con muốn biết kiếp trước con mắc nợ cái gì, hãy ăn cái này đi. Con sẽ nằm mơ và thấy về tiền kiếp kiếp trước của con. Rồi con sẽ rõ. Quản lý sao rồi? Dạ chưa. Chuẩn bị xong chưa? Đã sạch sẽ. Ê, tao thấy còn dơ quá trời kìa. Trời ơi, dọn dẹp cái bàn lại. Vô để con chùi cho. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với sòng bạc AK. Thưa mọi người, Ngày hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến một trận tranh tài có 1-0-2 ở bến Thượng Hải. Đó là trận so tài giữa hai ông trùm lớn nhất bến Thượng Hải. Dành một tràng pháo tay thật lớn cho ông Tô Nước Lèo. Dạ. Và sau đây dành một tràng pháo tay lớn hơn nữa cho ông Ali. Dân, nội quy của sòng bài là khi vào đây chúng ta không được mang bất kỳ một loại vũ khí nào cả. Cho nên hai bên có vũ khí, giao nộp ra giùm tôi. Được. Tao đưa ra Tô Nước Lèo chứ. Khá lắm. Tao đưa ra có mì. Tao đưa có mì. Tao đưa trái ớt. Ông đưa trái ớt thì tao đưa miếng hành. Thôi mày đánh lộn chứ bộ đi ăn lẩu thập cẩm hả? Dẹp. Vâng. Và bây giờ chúng ta, trước khi tiến đến phần tranh đấu, tôi muốn hai người ký vào tờ cam kết sau đây. Được. Không cần ký đâu. Tờ cam kết chữ ký có thể giả được, nhưng mà vân tay và máu thì không bao giờ giả được. Cắt máu rồi ịn vô đi. Không được. Chị tôi sợ chảy máu lắm. Có sợ thì cũng là luật giang hồ. Làm đi. Chả chả. Chả chả. Giang hồ mà sợ cắt máu à. Chà, đừng có ép ta mà. Buông ta. Hey, buông ta đi mà. Chà chà. Chà. Đừng ép mà. Đừng mà. Đừng. Dạ. 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 Ta cắt đây. Dạ. Dạ. Không phải tay tôi. Không phải tay tôi. Không phải tay tôi. Vậy tay ai? Tay ta. Đâu ra vậy bà? Đang lau cái sàn, lau lên cái bàn, đứt cái tay. Trời ơi. Đi vô bệnh viện. Ừ, không kịp nữa rồi. Tại sao? Ừ, ta bị bệnh máu khó đông. Giờ sao? Có cái thùng đá không? Vô trong kiếm. Ừ, thi triển. Thôi. Xe điện đụng hả? Đem nó vô. Hey. Hey. Máu khó đông còn động cho nó chảy. Bây giờ tôi xin công bố thể lệ thi đấu như sau. Chúng ta có 3 vòng thi. Vòng đầu tiên đó chính là đấu bài. Giang hồ không đánh bài, giang hồ chỉ có quýnh lộn mà thôi. Ha, muốn đánh lộn thì có đánh lộn. Thưa mọi người, đánh lộn chúng ta có rất nhiều loại đánh. Đánh có vũ khí, đánh không có vũ khí, đánh có vũ trang, đánh có quá trang, đánh phân nền, đánh tao đánh, đánh. Thưa mọi người, ý tôi là chúng ta có rất nhiều loại đánh nhưng chỉ có 2 loại đánh chính, đánh có vũ khí và không có vũ khí. Mọi người muốn đánh theo cách nào? Giang hồ với nhau thì đánh có vũ khí cho nó máu. Chắc chắn là như vậy rồi. Được, nếu như vậy bây giờ tôi hô khẩu lệnh, hai người xử nhau nha. 1, 2. Thanh toán. Có yeah. Em hey. Tính tiền nè anh. Ủa, tao đâu kêu tính tiền. Trời ơi, anh kêu thanh toán là tính tiền đó đây. Tào lao, tao kêu thanh toán là đánh lộn. Trời, anh có ăn học mà. Mình phải nói cái từ cho sang chứ. Nói gì? Quốc. Quốc. Khoan đã. Em gái đứng lại. Trước khi mày chết, tao mời mày một ly nước. Ha! Mày mời thì tao uống thôi nè con bé. Lấy cho anh một ly kem sữa hột gà. Nhớ nha, kem thì lấy kem Valentine, đừng lấy kem vani. Còn sữa lấy sữa bà thọ, không lấy sữa ông thọ. Còn hột gà lấy hột xoàn, lấy hột gà nha. Tào lao ai bán cho mấy thứ đó. Ông này sao anh? Qua đây anh kêu món khác nè cưng. Lấy anh ly trà gừng. Nghe chưa, đơn giản trà gừng. Nên nhớ trà là trà hoa nữ, gừng là gừng cay muối mặn, xin đừng bỏ nhau. Trời! Ôi dẹp luôn, dẹp luôn. Đâu luôn á. Thôi được rồi, tụi nó rắc rối quá. Đem ra đây, 1 ca trà đá cắm 10 cái ống hút. Dạ. Truyền bán thùng vũ khí. Everybody! giờ theo hiệu lệnh của tôi, hai người sẽ cho tay vào thùng và bốc. Được chứ? Mày bốc được chưa? Tao bốc được rồi. Được. Lên! Cái gì vậy ba? Cái gì vậy? Hả? Gì vậy? Tự nhiên mày nắm tay tao, mày mê tao phải không mày? Mày á, mày kiếm chuyện nha. Mày kiếm chuyện nha. Với mày. Bây giờ có đấu nữa hay không? Đấu. Lỡ rồi thì bốc lại. Lần này cẩn thận hơn nghe chưa? Mày bốc trước đi cho khỏi lộn. Tao bốc được rồi. Tao bốc được rồi. Được. Lên. Cái gì vậy ba? Ở đâu ra nữa vậy hả? Hả? Tao đang ngâm đá, này đứa nào lôi tao ra vậy? Hả? Thùng đá hả? Ừ. Mắc mới gì mày ngâm đá, rồi mày ngâm một ngón tay thì mày ngâm nguyên người làm gì? Tao ngâm nguyên người, tao trừ hao mày. Biến. Ờ. Thi triển. Thôi được rồi. Lần kế tiếp để tránh xảy ra sự cố, từng người một bốc. Bốc trước đi. Rút. Hay. Quần tay cho ba. Không biết kéo ra cái quần. Đó, tàu lao luôn. Không cần cái thùng vũ khí này nữa, dẹp vô. Tốt, vậy là quê rồi. Bởi vì bây giờ tao đã có vũ khí. Hôm nay mày phải chết. Nè, không được vi phạm quy định của sòng bài nha. Một khi ta đã cáo, đừng có hỏi bố cháu là ai. Mày phải chết thằng mập. Trời hên quá, tôi không có trúng đạn. Có ai bị không vậy? Trời ơi, hên quá tôi còn nguyên. Vậy ai trúng? Tôi trông vì chính em vô ngày vô con. Không phải tao nha, không phải tao luôn nha. Đứng lại, người đang bắt nó lại. Quân giết người, mày phải chết. Nè, nè, mày phải chết thôi. Mày phải được đấy. Vì chính em vô ngày vô con. Giết người, bác sĩ đâu? Chạy vô 501 kêu bác sĩ ngừng kéo thì dắt ra kéo bệnh nhân vô. Trời đất ơi, nguy hiểm quá, tôi phải lấy đạn ra thôi. Quân giết người. Trời ơi, mày giết bác sĩ rồi. Ai bắn đó chứ không phải tôi, viên đạn chọi mà sao nổ được, không tin nè. Gì mà kỳ vậy? Trời ơi, cô còn sống không? Hả? Dạ. Gì? Hả? Dạ. Gì? Dạ. Con ta cho... Ai cũng chết hết vậy? Trời đất ơi, cô ơi, tôi có lỗi với cô. Tại vì tôi mà cô phải ra nông nổi này. Tôi hứa với cô, nếu có kiếp sau, tôi sẽ yêu cô suốt đời. Tôi nhớ ra rồi. Hèn chi kiếp này tôi yêu cô ta nhiều đến vậy. Và tình yêu đó sẽ theo cậu đến suốt đời. Tôi vẫn hạnh phúc vì điều đó. Ta đi đây. Ở đây hồi bán văn phòng tới mệt lắm. Vé số chiều sổ đây. Trời trời, bà Hoa đã về rồi. Bây giờ sao? Bây giờ sao? Giúp tôi với. Giữ chân bà, tôi đi mua quà cho ông tặng bà. Đi. Vé số đây. Qua. Tới liền. Đợi xíu anh ơi. Rồi tôi bán anh này xong tới anh liền. Cha già này ở không ghê, bán cực chết thì kêu vô đây làm gì, hú hét gì vậy? Kêu vô mua vé số. Trời ơi, nay ông chạy xe ôm mà có tiền mua vé số tôi luôn. Trời ơi, mua mấy tờ? Giờ bà đi lại tôi mấy bước thì tôi mua cho bà mấy tờ. Thiệt ông đó? Thiệt. Tôi bước thiệt nè. 1 vé 2 vé 3 vé 4 vé 5. Sao ông tôi hết tiền rồi đừng đi nữa. Đây rồi xuống đây để mệt đi nè. 5 vé nha, hứa tôi 5 vé đó. Rồi đây chờ tôi chút xíu nha. Ai đi đâu vậy? 5 vé lấy tiền một giấy số. Trời ơi lẹ nha. Ông khách. Ông này. Ủa bà quá. Sao? Trời ơi, chúc mừng sinh nhật mày nha. Ủa sao biết vậy? Ông Khánh nói. Trời ơi, ông này bày vẽ luôn. Ước đi. Trời chưa ước nữa thổi rồi. Ông ơi, có tuổi rồi, thực tế chút đi. Tôi bây giờ mong ngày nào bán hết vé số là mừng rồi. Hợp lý nha. Còn nếu mà dư giả được miếng góp mua chiếc xe để đi bán cho đỡ cực ông ơi. Happy birthday to you. Tặng bánh kem còn hát nữa. Tôi đâu có hát. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Tiền ở đâu? Tiền ở đâu mua chiếc xe này? Bán chiếc xe ôm. Ông điên hả? Xe ôm là manh áo miếng cơm của ông mà. Cái ông này. Thì bây giờ già cả rồi, chạy được ngày nhiêu cuốc đâu. Tôi hỏi bà ngày bà nhập mấy tờ giấy số? 100 tờ. Từ đây về sau nhập 200 đi. Đi sao không hết mà bán ra nổi. Tôi đẩy bà, tôi bán phụ bà. Rồi thử nha. Không rồi. Đẩy đi. Đẩy đi. Đi, từ từ đẩy xe lại, từ từ thôi. Từ từ nha. Từ từ. Qua. Có chiếc xe rồi tôi cấm bà nha. Từ đây về sau không được lo lắng bất kỳ điều gì nữa. Sao vậy? Bởi vì nơi đây đã có anh. Êm quá nha. Vuka xem xong, Vuka rất là thích cái kết của cái tiết mục này. Rất là tình người, rất là cảm động. Trong cuộc sống mà tiền nó sẽ liên quan đến tình. Mình hãy lấy cái tình để mình bù vô cái tiền. Thương lại thích cái phần sau hơn. Bây giờ cho chị hỏi trong nhóm của mình Khủng Long Tí Hon này. Thực sự nha, Khủng Long Tí Hon nó vàng, nhìn vàng khủng long chịu. Rất là dễ thương, rất là lạ. Bởi sao? Trong nhóm tụi em cái màu sắc nó khác lắm. Hôm nay á, thì cái tiểu phẩm này Khánh là người cầm chịch. Nhưng mà Khánh lại bị một cái khuyết điểm. Khánh mà lên sân khấu mà Khánh mà làm chính là Khánh bị lo ra. Hôm nay trong cái đội hình của cái đội Khủng Long Tí Hon này đó có Thánh Nhạc. Từ trước tới bây giờ, từ các mùa của Cười Xuyên Việt, từ mùa Nam Thư thi là bạn này làm nhạc, chọn nhạc hết tất cả những tiết mục. Bây giờ ra duyên dáng, chị Oanh quay qua hỏi tên gì duyên quá. Nói chung tiết mục mở màn hôm nay của Khủng Long Tí Hon đối với chị được lai động. Vâng, cảm ơn sự lai động của chị Nam Thư. Anh Liên thôi để anh tự nói luôn em. Trường Giang là ngày xưa học chung diễn viên với em chị Oanh. Từ trước giờ em không bao giờ em thấy nó diễn hết. Đây là lần đầu tiên mà em thấy nó diễn. Chắc dạ. Tại vì Trần Giang. Trần Giang. Vì em thấy em xuất hiện giống như địa ngục cho nên Trần Giang phải xuất hiện. Dạ. 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 Bắt đầu thu hút là từ khúc mà Giấc Mơ Trở Về đó. Và Quốc Khánh mơ Giấc Mơ Cười Xuyên Việt các em. Anh đồng cảm với em rất là nhiều. Nói chung là tiểu phẩm dễ thương lắm. Giờ nhường cho Tuấn Dũng. Nói gì cho vui coi em. Dạ. Vậy giờ tới em dạ cho xin phép dạ chú Bèo. Rồi bớt trao đãi. Dạ cho em nói. Dạ, thì cho em nói đó, dạ, tụi không. Chị đâu có gì đâu, dạ, em cứ không. Nói đi, là lúc nào chị cướp được chị cướp. Dạ, em xin phép trước, em sợ ấy. Không cần xin phép gì cả. Đúng rồi, lâu quá Dũng ơi, lâu lắm rồi. Rồi bây giờ nói nè. Trời, mấy đứa làm quá, mấy đứa ơi, trời, người ta dù gì cũng tội nghiệp cũng là Tuấn Dũng chứ. Thì đó tội nghiệp đó. Nãy ngồi coi mà Tuấn Dũng nó cũng ốm. Dạ em nói. Thì đó thì chị kêu nó nói nè. Dạ. Thì em nói đi, nói. Nãy giờ chưa nói được luôn á mọi người. Không có, để đấy. Dũng lên đây nè cưng, lên đây nè. Dạ kính thưa quý vị và các bạn, và sau đây cho tôi xin phép được gửi vài cái lời gọi là khích lệ tinh thần cũng như là động viên cái đội khủng long này. Một cái chi tiết nó nhỏ thôi hay ở cái chỗ giấc mơ. Thật sự khi mà tìm thật nhiều cái chủ đề á để mình làm á thì nó dễ, nhưng mà để tìm được một chủ đề mà trong một chủ đề đó vẽ ra nhiều tình huống thì cái đó rất là khó. Chẳng hạn như là cái giấc mơ thì tụi mấy bạn vẽ ra hết giấc mơ này rồi tới MC thông báo, mỗi cái đều hai cái màu khác nhau. Vô đầu thì rất là lạ, cuối cùng thì mấy em lấy mảng này cũng mớ, mảng kia cũng mớ. Cái người ta muốn coi cái vui, cái tự nhiên mấy em làm lì lại, cái quên đi những cái vui hồi nãy. Cái cuối cái kết có nhân văn, có tình, có nghĩa. Thì anh nói vậy mấy em rút kinh nghiệm là khi diễn phải nhìn bạn diễn kế bên và tập trung với nhau và phải thoại cho chắc. Và những mảng miếng nào mới thì mình sử dụng, còn thấy nó trùng lắp thì bỏ bớt đi, đừng có nhây. Nhây á, anh nói thẳng phải nhây như anh. Nhây mà chừng nào ta đuổi anh vô thì anh mới vô. Nhây như vậy đó. Nói nãy giờ là nhây rồi đúng không? Đúng. Chính xác không? Nhây mà em nghe, mấy em phải nghe thôi. Cái cuối là duyên nhất. Anh rất yêu mến mấy em. Anh thấy ai cũng có đam mê nghệ thuật, ai cũng có cái khả năng trong người hết rồi đó. Rèn luyện thêm là nhóm Khủng Long Tí Hon sẽ thành công. Đầu tiên phải nói là cái tên thôi là đã thấy lạ rồi. Khủng long đã bự rồi mà còn tí hon. Thì chị coi tiết mục các em chị mới thấy rằng cái đề tài tụi em đưa ra rất lớn như cái tên khủng long của tụi em, nhưng cái sự giải quyết bên trong, mặc dù nó còn có những cái vấp váp nhỏ là gọi là tí hon chứ không là con nít vậy đó, nhưng chấp nhận được. Chấp nhận ở chỗ nào? Em biết chị thích chỗ này nè. Vì sao chị không bắt bẻ tụi em một miếng nào hết? Vì đây là giấc mơ. Mơ thì không có quyền trách tôi điều gì cả, vì đâu phải sự thật đâu. Đó là sự thông minh cao nhất của tụi em trong tiết mục ngày hôm nay. Đối với chị ngày hôm nay như vậy, mở màn như vậy, tương tác như vậy là đã đủ độ duyên rồi. Với một cái dàn như thế này, với các đầu như thế này, với những người mà coi như là của thuộc về Trần Giang như thế này, thì chị bảo đảm vào vòng trong các em sẽ có những cái thứ ngoạn mục hơn nữa. Xin cảm ơn nghệ sĩ Kiều Anh. Và số điểm của nhóm Khủng Long Tí Hon sẽ được giữ lại vào phía cuối chương trình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với nhóm tiếp theo nha. Vui mừng chào đón quý vị khán giả. Và chúng ta gặp nhau ở phòng đặt cược. À các bạn ơi, vậy nè, vậy chúng ta đặt cược nè, chúng ta vậy rồi. Không biết là gia đình của mình có vấn đề gì với nỗi buồn hả hay sao? Đâu có, đang vui lắm. Đâu có, đang vui. Ủa chứ sao gục hết là lý do? Là tối qua tập xong rồi, tập tới khuya, tới sáng luôn rồi mới lên quay. À là nhân tiện trong lúc mà Khả Như đang chào quý vị khán giả thì mọi người ngủ. Ngủ được miếng, trời mình muốn chết. Bây giờ xuống đây rồi. Xuống đây rồi. Anh Lê Nam vẫn không vui. Mệt nó không nổi luôn. Vậy thì không biết là mình có nói tới đây là mọi người có thể thấu hiểu được là nhóm này họ tập đêm. Không biết là trong lúc tập mình có cái khó khăn gì không ạ? Nói gì khó khăn thì có nhiều á. Vậy mình nói tới niềm vui đi, có những cái sự sung sướng, một cái sự mà ưu đãi nào, một sự dễ dàng nào không? Dễ dàng có nghĩa là cũng như là bốn anh em diễn như anh em khác nữa, là có những là mỗi người á là có nhiều là có nét hài riêng, mỗi người có cái sở trường sở đoản riêng, và khi mà bốn anh em những anh em nó tập hợp lại gặp chung lại thì thành một cái gì đó nó cũng riêng. Lại bây giờ có điểm chung chưa nè? Cái đó nó riêng luôn rồi đó. Riêng cũng riêng nhiều, anh nhờ những cái riêng đó mà hợp lại là có điểm chung. Ở đây dễ dàng nhận thấy được cái sự không hợp nhau ở đây rồi ha. Ở đây chúng tôi có 3 mệnh giá nha. Bệnh quá rồi hả? Bệnh quá gì vậy thì á, với 3 mệnh giá như thế này. 3 mệnh giá như thế này đó là 15 triệu đồng, 10 triệu và 5 triệu đồng. Thì mình bệnh như vậy mình đặt cao đi để mình được tiền thưởng, mình uống thuốc. Uống một cái mình tập tiếp rồi mình bệnh nữa rồi. Đúng rồi. Thì cái số tiền đặt cược này, số tiền thưởng nó dành cho uống thuốc cho đội. Bây giờ em sẽ đi ra ngoài để cho mấy anh tự bàn với nhau rồi bỏ vào phong bì này giúp em ha. Vâng mọi người. Mình coi cái nhóm gì khó hiểu. Thôi niêm phong lại cái đã. Nhóm chỉ để lại là những chàng trai với số cược không ai biết. Quý vị hãy chờ xem nhé. Hey Man, nghe cái tên thấy chất rồi. Hey Girl, hello. Hey Boy, I'm fine. Ok. Nhưng mà bây giờ mình hỏi Tú nè, nếu như tất cả mọi người, mỗi thành viên ai cũng có một cái duyên riêng, và những cái duyên đó gom lại với nhau, họ sẽ tạo nên cái gì? Một cái gì đó rất là nhiều duyên. Thôi lướt qua cái này ha. Còn nếu như những cái duyên đó nó không chạm tới nhau, nó mâu thuẫn với nhau, nó xung đột với nhau, thì nó tạo ra cái gì? Cái hết duyên. Trời ơi, người ta sắp thi mà nói cái gì vậy? Ai biết, mày hỏi vậy thôi. Thôi bây giờ MC chúng ta nên im đi để cho nhóm người ta thi ha. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với tiết mục của nhóm những chàng trai Hey Men. Tại sao mày ở khu nghĩa trang mà qua khu lò thiêu này giành địa bàn của tao? Đơn giản thôi, tao khoái cái lò thiêu của mày. Được, nếu mày đã nói như vậy thì hôm nay máu sẽ đổ thành sông. Máu đổ thành sông không? Sông thì sông quê, nước chảy đôi bờ. Để anh chính dạ mười khờ, thương em. Có một dòng sông chảy tràn trong trí chứ. Nè, làng thằng nhóc ở bên lỡ, làng anh mới bên bồi. Nó chạy qua sông quá bên này tao đi hậu. Để nhánh con đò để trong bóng mũ. Sao giờ này con bướm vàng quanh quần ăn bao chiều. Thôi dẹp Quýnh lộn với karaoke hả? Sao karaoke rồi sao giờ này còn chơi Mạnh Quỳnh Phi Nhung vậy? Mạnh Quỳnh Phi Nhung tao bằng đang trường Cẩm Ly, bằng anh ba Tuấn Bèo, chị hai Kiều Oanh đâu. Hai người đó mới quyết định rớt hay ở. Tao thua chỗ này thôi, nhưng địa bàn tao vẫn phải chiếm. Cái gì? Mình nói là một lần nữa coi. Nói đi. Mày chỉ sao tao nói? Bởi vì tao mới chỉ đó, thằng ngu. Quá đất có thổ công, sông có Hà Ba. Muốn uống rau má thì phải có anh ba. Anh ba. Xịn quá. Nào cho tao uống rượu, mấy này cho tao uống rượu, tao xịn luôn à. Dạ. Sao? Có chuyện gì? Thằng này nó tranh giành địa bàn của em. Anh ba. Thằng nào? Thằng này. Khoan. Cái gì? Anh ba cho em hỏi. Cái gì? Tại anh ba làm gì vậy? Lận bi á. Bi đó anh ba lận. Rớt rồi mà theo như thói quen cho nên phải để yên vậy luôn nè. Hay đó. Còn cái này làm gì vậy? Lòng chim. Lòng chim đâu? Chim chết rồi, theo như thói quen phải để vậy luôn. Đậm quá ha. Làm hay vậy? Ừ, hay lắm. Nhiều khi đi ra ngoài đường người ta tưởng tật quyền không à. Rồi, sao có chuyện gì nè? Anh ba biết làm sao không? Tại vì khu nghĩa trang của em dạo này á không có đồ ăn, cho nên buộc lòng em, út em nó cũng đói mà em cũng đói. Em qua khu lò thiêu nó kiếm miếng cơm miếng cháo mà nó cũng. Mày qua khu lò thiêu tao mày kiếm cái gì? Cái xác hay cái gì? Hả? Cái gì á cha, là dành cho chôn sống mày đó. Cái gì? Thôi được rồi nè, tôi không thể mặc anh ba tụi mày sao. Bây giờ vậy nha, thằng nào thắng thằng đó sống, thằng nào thua thằng đó buộc phải chết. Được chơi không? Chuẩn bị. Mày tưởng tao sợ mày chắc? Tao sợ mày chắc. Anh em chuẩn bị. Bắt đầu chưa? Bắt đầu. Chuẩn bị. Hai bằng nhóm. Chào. Hai bằng nhóm. Chụp hình kỹ hiểu. Chụp chung. Tốt. Đề nghị hai bạn nhớ vào luôn. Bắt tay. Tốt. Khởi động rất giỏi. Hai băng nhóm chuẩn bị tung đồng xu. Bây giờ ở đây đồng xu mặt có lúa là bát, không có lúa là bị bát. Không có lúa mất đó bị bát. Mày không có lúa không có tiền, không tiền bị bát. Đúng rồi. Ôi sao kỳ thế đó, không có tiền. Sao mày chả treo với tao? Chả treo nào? Mày thích chả treo? Sao? Mày thích chả treo thẻ vàng mày? Không, chưa quýnh cây nào luôn, chưa đọc cây nào. Tao thích thẻ vàng. Không phải, mày thẻ vàng luôn. Tao chưa nói gì luôn á. Tao thích vậy. Không phải gì vậy? Để chơi thôi, để chơi thôi, để chơi thôi. Để cái này là chuyện nhỏ thôi mà. Lại tung đồng xu. Đồng xu nè. Chuẩn bị nha. Chọn mặt nào? Mặt lúa. Đến đây. Không lúa. Được. Tung đồng xu. Ê, gái trên sân thượng trả lại con gái trên sân thượng trả nó đồng xu đây, trả đồng xu đi. Ê, nó chuẩn bị trả kìa, chuẩn bị trả kìa. Lấy đầu vậy là mấy đứa, lấy đi mấy đứa ơi, trên lên. Rồi, đợi nha, đợi gì nào nhan tàn rồi lấy nha. Lẹ chưa. Ê, rồi đây. Xuống đây nè, rồi. Vô bánh ơi. Ê, nhiều nè. Thôi dẹp đi. Ra đây quýnh lộn giật cô hồn. Tao bị liệu thôi. Anh ba đâu? Anh ba ơi. Anh ba ơi. Tao nói thiệt tụi bay không nhìn xuống luôn á. Anh ba nằm chèo queo cái gì sao được, đỡ anh ba lên. Đỡ ba lên, đỡ ba lên rồi, anh ba như siêu nhân luôn. Phải như vậy. Tụi bay phải biết một điều nè, cái gì cũng phải có trật tự. Phải nể nang anh ba chứ. Có đúng không? Dĩ nhiên là máy hình sau lấy nè. Anh la hai thằng bay đó. Tập trung chút xíu được không? Dạ. Xong xuôi hết chưa? Dạ rồi. Đề nghị hai bằng nhóm chuẩn bị. Kênh thấp xuống. Họ cứ thế. Kênh qua ngày này đến ngày nọ. Kênh sang mùa hè. Mỗi năm đến chữa trang tình thương. Sau đó lại đến mùa thu. Tiếp theo là đến mùa đông. Tao biết lắm mà. Thế nào cũng có ngày này. Chưa có đánh chưa bị bắt. Chưa quánh luôn. Mới đứng kênh nhau thôi bị bắt vô đây rồi. Thì bởi vậy. Hay lắm. Thì đó. Không có được cái gì hết á. Bởi vậy. Cái gì vậy? Ồn ào quá à. Tại sao vậy? Tại sao tụi bay lúc nào cũng ồn ào, cũng canh me những cái giờ giải lao ra mà tụ tập? Tại sao mà ồn ào dưới một cái chợ tụm năm, tụm bảy, tụm ba, tụm bảy vậy hả? Dạ, tụi con tụm năm. 5, 6, 7 gì cũng vậy. Dạ. Làm gì mà ồn dưới cái chợ vậy hả? Chú ơi, ở đây chú ồn nhất đó. Tao quản chợ mày. Mày chú biết sao không? Thì tụi con lâu quá gặp bây giờ. Tôi kể lại cái chuyện ngày xưa tụi con không biết nhau, quýnh nhau. Dạ. Anh em thân thiết với nhau thôi. Dạ. Thân thiết cái gì không biết nữa à? Tụi bay ồn ào vậy rồi mấy cái khu khác làm sao người ta ngủ? Trời ơi. Rút kinh nghiệm đi từng. Nè, dạ. Nó nói cho tụi bay nghe. Ngày mai á, là ra ngoài xã hội lại rồi. Dạ. Rồi tôi bay đi như vậy á, tôi biết tôi buồn không? Rồi tao ở, tao có tụi mày, tao như thế nào? Chú, tao... Chú đừng khóc nữa. Chú, không lẽ chú trụ ở trong này chung thân luôn hả chú? Không có phải trụ, mà là tao thương tụi bay, tụi mày hiểu chưa? Dạ, thì ai thương. Biết rồi, bây giờ vô ngày mai tụi con về xã hội thì mới mốt quá, anh em con rảnh, tụi con đón xe. Thì con vô tụi con đâm chú lại. Đúng rồi. Thì là biết là vậy rồi, mà tao sợ ngày mai tới rồi tụi bay... Tao nói nghe nè. Dạ. Ra tới ngoài xã hội đó, bỏ mấy cái tật đi. Dạ, biết không? Dạ, dạ biết. Xấu tật sai là bỏ hết. Bỏ. Dạ biết rồi. Tụi bay chui vô đây lại đó, biết chưa? Biết. Dạ. Mà tao nói nghe nè, tao cũng không tin tưởng tụi bay nữa. Tao tin rồi, tin chứ. Tao phải kiểm tra từng thằng. Dạ. Vậy? Từng thằng một, để coi tụi bay còn cái tật xấu không. Dạ. Để coi. Nhưng mà chú muốn kiểm tra làm sao? Đúng rồi, phải kiểm tra cái gì chứ. Tụi con không còn xấu đâu chú ơi, người tốt rồi. Tụi con tinh khiết như những giọt sương vậy đó. Ví dụ như bây giờ tao giả bộ tao rớt cái bóp, đúng không? Cái xong rồi nếu như mà cái bóp không mất á là tụi bay giỏi. Còn mà mất là vẫn còn hư. Rõ mà. Nói vậy. Ủa, cái bóp tao rồi bay. Bóp tao đâu rồi? Cái bóp tao đâu rồi? Bóp chú nè. Thằng này tào lao quá. Cái bóp của chú lấy chi cho nhanh. Sao lấy đâu? Nó nhanh thì nó móc ra cái bóp liền. Chú ơi, trả chú cái quần đùi. Thế này kỹ lắm chú ơi. Mà nhớ cô nói chú này nè, chú gì cũng phải cẩn thận. Điện thoại là có rẻ đâu, giữ điện thoại cho chắc chú. Điện thoại mà nó lấy được, trong khi cái sim nè chú phải giữ kỹ. Tháo sim luôn. Chú đi khám bệnh mà quên sổ là sao vậy? Tao trời ơi, tụi bay lấy đồ tao nhanh vậy. Lấy hồi nãy á. Mày lấy đồ nào? Hồi nãy á. Tụi bay nhảy nha. Nhảy thích chi luôn không? Tao nói rồi đó, đồ đạc của tao tụi bay cứ ăn cắp hoài là không được đâu nghe. Dạ. Bóp của chú nè. Này nó ghê thiệt á, trời ơi, chú mặc chi tới hai cái quần vậy chú nè. Thì hỏi thầy chứ xa, cắt cục pin vô thầy. Cắt cục pin sao được, trong khi cái ấp lưng mà không có. Đúng. Cái gì? Giấy chứng nhận ung thư. Cái gì? Mày mới là thằng ung thư á. Con giỡn thôi. Giỡn chú cho vui chú ơi. Giỡn thôi chú. Trời đất ơi, đồ tao mà tụi bay á. Không có, giỡn chú cho vui vậy thôi á. Trời ơi, trời, lấy hai cái quần chắc trống nữa. Đừng có chọc tao nữa, tụi bay suốt ngày chọc tao hoài. Không có chọc đâu. Nói chung hồi nãy là mấy cái đó là tặng cho chú. Dạ đúng rồi, chứ ai đâu mà làm vậy kỳ, chú hiểu không? Tao tặng hả? Không có lấy cái bóp chú đâu đó. Hiểu không? Điện thoại của chú, bữa chú hư chú đương sợ nhận sửa giùm đó. Đúng rồi. Đồ tặng. Cảm ơn. Ê nè, tao quên nữa. Vậy cái bóp này của ai? Bóp này của ổng luôn á. Của chú đó. Của ổng trả. Tao buồn nha, tao buồn liền á. Trả đây. Trời, nhanh tay lẹ mắt thôi chú ơi. Đi nè, hôm nay á là chú ra đây. Dạ. Chú này, chú sẽ làm chào đón tụi con. Ok, chào đón sao nè. Dạ. Tạm biệt tụi con. Tạm biệt. Nhưng mà phải kiểm tra tụi con. Kiểm tra gì nè? Kiểm tra cái nghề. Cái nghề hả? Rồi. Trường này giáo dưỡng rồi dạy cho mỗi đứa một nghề. Dạ. Ra ngoài xã hội làm người tốt. Đúng chưa? Thằng nào nè, tao nhớ coi rồi, tao nhớ rồi. Nhớ là cái gì? Tao có mang quà tặng. Dạ. Có quà tặng hết tụi bay ơi. Thằng Quang. Dạ. Thằng Quang nè, thằng Quang lại đây coi. Đánh giày he. Tao còn đánh giày. Dạ, cảm ơn chú. Đi đánh giày cho chú nha. Dạ. Nam. Con. Cắt tóc. Cắt cho chú. Cắt. Nhớ nha. Tặng kéo cắt đồ là sao trời? Đó là vui rồi. Cô đó là con may đồ, đây là học may đồ, may áo. Đúng rồi, may đồ đây. Chú có một cái áo. Bị tôi rách quá trời luôn. Bị rách đúng không chú? Nghe. Rồi đứa con sửa trong vòng 30 giây. Đúng rồi, nhưng mà riêng mày. Sao chú? Ra ngoài xã hội đừng có đánh đề nữa. Trời ơi, cái này đánh đề là cũng bỏ lâu lắm rồi. Chiều nay ghi số mấy? 11 đi chú. Hôm nay là mơ thấy cái đó. Cái gì vậy? Chú còn bị liệu tôi hỏi hoài rồi. Thằng này. Di Dương. Đấm bóp dạo. Đây, có quà riêng. Đó, tặng chai dầu gió. Lạc Hoàng Long. Đây. Nói gì nấu ăn là số 1. Con số 1 nấu cá được không? Không được. Nấu trứng được không? Không được luôn. Thịt bò? Không được luôn. Chứ mày nấu cái gì? Nấu cơm. Nấu cơm ai chả nấu được. Nấu cơm ăn chung với đồ chay. Đồ chay ngon được. Có thêm gì nữa được không? Để... thêm hả? Thêm gì có dinh dưỡng nha. Tùy mày tùy. À vậy được rồi, rồi nhớ nè. Bây giờ thử sao? Bây giờ sao nè? Thử sao nè? Giờ thử sao? Thì bây giờ tụi bay thử trên tao. Trên Tú hả? Sẵn sàng chưa? Rồi vậy rồi. Chơi. Dạ. Rồi thử rồi xíu đi. Đi trời ơi. Mỗi đứt. Đây 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 đây. Rồi. Rồi chú. Tôi hãnh diện về tôi quá. Trời ơi, tụi bay làm cái gì tao vậy? Này hớt tóc cho chú. Này mình làm hả? Mình làm chứ hay là mình quên hoài à. Mày nói cái kiểu gì đây? Cái kiểu này hot hồi xưa lắm chú. Dạ. Kiểu tabu á, kiểu của chú Minh Dương á. Đẹp, hợp với chú. Còn thằng Hoàng. Dạ. Tao đưa mày đôi giày da, mày đánh sao ra đôi dép Lào. Dạ nước chảy đá mòn, đánh riết nó cũng phải mòn thành vậy chứ chú. Thằng Tư, mày mai cho chú mà ra giày sao? Con xin lỗi chú. Con biết chú năm nay chú bị tam tai, cho nên con cắt 3 lỗ, cho mỗi tay nó chạy 1 lỗ. Dương. Dạ. Mày đánh chú ra nông nồi này nè con. Con định nhuộm da cho chú. Mày ở đây lâu nhất luôn. Ông Liệt không còn thằng nào được hay sao? Có con. Ăn đi 4 con. Thấy thương chứ sợ nó giành giật nhau mà vậy hả? Mày giỡn mặt tao hả? Giỡn mặt tao hả? Không phải, tại thấy hấp dẫn quá, thấy hấp dẫn quá. Thực chất cái giày là dành cho chú, món ăn chay đâu chú. Chỉ có thằng Long thôi. Dùng đi chú. Cái đũa nó để trong đây không sao đâu nha. Chú dùng nha. Dùng đi. Ngon chú. Giỏi. Dạ. Thằng này làm nghề được nè. Dạ. Trời ơi, nó nấu đồ chay mà ăn toàn mùi gà không? Gà thiệt. Gà thiệt. Mà chỗ mày nấu đồ chay. Thì đó, đồ chay là ăn gà đó ăn chay nấu đồ chay. Gà nó ăn chay. Gà của chú đó. Sao tụi mày lấy đồ của tao không vậy? Ai biết đang nấu con gà nó nhảy vô cái nồi chứ bộ. Trời ơi, không thằng nào ra làm nghề được hết luôn. Ôi chú ơi, chú ơi. Từ nãy giờ con giỡn với chú thôi. Thật sự ra là con không có hớt tóc cho chú. Cái này tóc giả rồi. Không phải thấy không chú? Ủa? Tóc giả, tóc giả nguyên mà chú. Sao mày không cắt cho tao? Không được, cái mặt chú á nó mập lắm. Cắt cái tóc dài để gì nó hợp là cắt tóc ngắn cái mặt nó mập lắm à. Mập ra đó hiểu không? Đây nè, cái này là đôi dép của con tặng cho chú. Coi như là kỷ niệm của con trước khi là tụi con đi ra khỏi trại này hiểu không? Chứ đôi giày của chú vẫn còn đây nè. Còn cái áo á, chú đưa con mai cũng xong rồi nè. Thấy không? Nhìn thôi. Đẹp không? Con giỡn chú thôi mà chứ đâu phải là... Xong rồi hả? Chú, để lao chú nha. Ôi ôi cái thằng này nó lao vết bầm đi luôn nè. Dạ con vẽ mà. Mày vẽ vết bầm gì thiệt vậy? Con học make up mà. Mày make up hả? Make up. Ê nó nghe là bữa giờ 4 thằng nào ngủ chung với nó vậy? 4 thằng. 4. Nè. Tụi bay làm gì vậy? Ý con nói là nó ngủ chung với bố con nó hay lấn tụi nó té bị đau. Bị đau. Đau là nói bị đau gì là ui da. Ủa chú sao vậy chú? Nãy chú ngồi bị cứng. Bị cứng hả? Bị cứng. Đây này vậy nè. Chú à. Đó phiên con. Dĩa gà nãy á. Mày nói với tao là con gà không phải của tao. Gà của chú thiệt. Mày con đùa thôi, con đùa thôi mà mày cái gì? Đây đè con gà đó, đó là con gà đó, con gà của con. Con gà của con đó, con nuôi nó bấy lâu nay đó. Nay biết là sắp sao chú rồi cho nên làm món gì đó đãi chú ăn. Thì chú cảm ơn. Thôi vậy nè, mày đưa về phòng đi, sắp xếp đồ đi. Dạ. Về phòng hết đi, về phòng hết đi. Rồi có gì sáng sớm mai có ăn bữa cơm cuối rồi có xe tới đưa đi. Trời gì ghê vậy? Đi bắn hả? À, không phải. Ý chú là ăn bữa cơm cuối cùng ở trong cái trại gọi là cái gì chung là giáo dưỡng quay quá. Giáo dưỡng xong mai về tụi con về với xã hội. Về xã hội làm người tốt nha. Dạ. Thôi về đi, về đi. Tới giờ ngủ hết rồi nghe. Ai về phòng nãy đi. Đi ngủ hết đi. Khỏe ha, đánh mẹ kẹn luôn nè. Con cảm ơn chú. Thời gian qua chú chỉ cho con học hành này nọ, cái con có cái nghề. Mai mốt con về đời con mở cái tiệm hớt tóc dạo, hớt tóc kiếm sống qua ngày. Ủa lên. Dạ con cảm ơn chú. Cũng nhờ có chú mà con từ thằng đi ăn cắp dài mà chuyển sang đánh dài. Con cảm ơn chú nhiều lắm. Con cũng vậy đó chú. Lúc trước còn nhỏ á, đâu có nghĩ gì đâu. Ai đụng á, cũng cầm cây, cầm dao chém người ta hết trơn á. Nhưng mà từ lúc vô đây gặp chú tới giờ á, cầm kim, cầm kéo không à. Cảm ơn chú. Sau này con ráng về học mai giá, thiêu thùa này nọ. Con cũng kiếm có cái nghề. Rồi. Giỏi. Chú, hồi xưa ngoài đường á, đụng ai con cũng đánh vô mặt người ta không à. Nhờ có chú, con mới biết tự đánh vô mặt mình. Chú. Còn con á, con là con mang ơn chú nhiều nhất luôn á. Chú chưa dạy gì con hết á. Chưa dạy không hả? Chưa dạy gì luôn. Mình làm nó tụt hứng hoài vậy. Nhưng mà có một điều chú đã dạy anh em tụi con, chính là phải nên người và sống trưởng thành hơn. Rồi. Chú cảm ơn. Chú cảm ơn hết. Ra ngoài xã hội nhớ là người tốt. Dạ. Dạ. Về phòng ngủ đi. Chú khoan. Chú, bữa nay cho tụi con ngồi đây nghe tiếng kẽn lần cuối nha chú. Lần cuối đi chú. Tụi con muốn nghe tiếng kẽn lần cuối chứ. Khi tụi con xa chú. Kẽn thì kẽn. Sau phần dự thi của mình, chị Nam Thư, cảm giác của chị như thế nào với những chàng trai này ạ? Đối với em á, tiết mục này tại sao mình không có đổi vai? Tại vì nếu mà so ra thì trong cái mấy anh em thì anh Mèo vẫn là lớn nhất. Anh Mèo diễn thì sẽ tin được là cái ông giáo dưỡng, thì cái ngoại hình của em á so nó vẫn bị trẻ hơn Hoàng Mèo. Cái kịch của mình á, lúc đầu ra nó rất là xôm. Nó xôm kinh khủng khiếp lắm, lai đậm đà luôn. Nhưng mà hồi coi hồi á, nó không được cái không khí như lúc đầu nữa. Thực sự cái không khí lúc đầu ra nó kinh khủng khiếp lắm. Bản thân em nghĩ là nhóm mình vẫn còn đủ sức làm tưng hơn nữa. Hay là đang giấu bài ta? Thì đợi đi chị Nam Thư. À này mới mở màn, ta mở màn sương thôi. À sương lúc không? Sau mới vô là ăn điểm tâm chính nha. Rồi. Dạ xin cảm ơn chị Nam Thư. Anh Dương Lâm. Anh Dương Lâm Đồng Nai. Anh nói cái gì tài coi nè. Ban đầu ra thì cảm giác rất là phấn khởi như chị Thư á. Nhưng mà cái khúc sau thì nó hơi lặng một xíu. Dù sao đây cũng là một tiểu phẩm dễ thương, mang thông điệp nhẹ nhàng, đáng yêu, quyến rũ. Chị Buka. Em cảm thấy rất là tuyệt vời. Em chỉ nói một điều thôi. Hey Men, hay lắm. Tại vì á biết sao không? Chị mê Lạc Hoàng Long. Mê hồi từ Cười Xuyên Việt phiên bản thí sinh cho đến giờ mê lắm. Ủa Tú ơi, anh Tiên còn làm tổng đạo diễn chương trình này không? Còn mê chứ không phải yêu nha Mèo. Vậy là tốt rồi. Mới mê thôi. Ủa chị mê là Hoàng Long mà sao em không thấy chị kêu là Hoàng Long diễn chung với chị mà chị kêu Tuấn Dũng không vậy? Chị mê quá cho nên sợ lúc mê diễn không được, em hiểu không? Rồi em mê ai? Tú nè, Tú mê ai? Em mê chị Kiều Oanh. Trời ơi. Tú ơi, chị em mình cứ tình cảm. Em vẫn là quán quân trong lòng của chị. Dạ cảm ơn chị. Trời ơi, mắt ổng bây giờ nó có vấn đề rồi. Anh á thì hồi xưa thì anh mê em thiệt. Chứ bây giờ anh mê ai? Giờ anh mê Dũng. Hôm nay Rồi cái mặt nó dòm thấy thương quá à. Cặp chân mày không mà bữa nay thật sự là cái khủng khiếp, nó rất là chưa có nghệ sĩ nào dám quá trang cặp chân mày này lên sân khấu. Đây là chân mày thiệt chứ không phải vẽ anh. Trời ơi, vì ai cũng có đặc trưng. À quên, xin lỗi anh ơi, mình còn nhóm thi trên này nè anh. Anh xin lỗi Lê Nam. Dạ mời anh. Vui cười rút ra đại là phải anh thích liền, tại vì anh có ấn tượng với mấy đứa em nhưng chưa có nắm bắt được cái đối thoại với là cái nhịp diễn người ta đang đả, cái mấy em không có nắm được người ta thích cái gì. Kịch bản thì có mới đó, tính cách giáo dục rất cao, nhưng mà diễn luôn đi, đừng ham tiếng cười. Anh bảo đảm mấy em, tại vì mấy em bị áp lực, ai cũng muốn lên kiếm tiếng cười đúng không, nhưng phải làm sao cho cả nhóm cùng cười. Cái ông quản giáo đó vai rất hay, khi từ giả diễn đi đó rồi thấy nước mắt đó, những cái mảng diễn hiện nay rất khó. Hãy cẩn thận và hãy cho vừa ăn. Đầu tiên chị Oanh xin chào các chàng trai đội quân dép Lào. Mặc dù những cái đôi dép các em mang rất là mỏng, nhưng chị thấy trong đó cái bề dày về diễn xuất, bề dày về dàn dựng. Mảng miếng lúc đầu cười, các em có làm cười, thông minh, duyên dáng và bình tĩnh. Ai nói tụi em run chị không có tin, tụi em rất bình tĩnh, rất bản lĩnh. Chỉ là thay đổi cái led trên kia mà thấy đây là một cái trại giáo dưỡng, điều đó cái dàn dựng rất là hay. Câu hồi nãy của các em mà make up á, chị rất thích, cái là hồi nào tới giờ ở ngoài đó đánh người ta, còn giờ em mới biết tự đánh vô mặt em. Nó rất thâm thúy. Hồi xưa ngoài đường á, đụng ai con cũng đánh vô mặt người ta không à. Nhờ có chú con mới biết tự đánh vô mặt mình. Các em cho người ta giả đó thật đó, giả đó thật đó. Tại sao khán giả người ta sẽ đặc biệt đón xem cái chương trình Cười Xuyên Việt của mình rất uy tín hiện nay? Vì trong đó tiếng cười còn có cả những cái sự thâm thúy ở trong đó, từ kịch bản cho đến diễn viên. Cho nên màn chào sân quá đẹp. Xin cảm ơn phần nhận xét quý báu của ban giám khảo. Và ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón sự quay trở lại của nhóm Khủng Long Tí Hon. Sau tiết mục thi chính, tiếp theo hai nhóm sẽ đến với thử thách tăng cường. 3 trong số các thành viên của từng nhóm sẽ tương tác ứng biến với thành viên ban bình luận qua một chủ đề đưa ra bất ngờ ngay trên sân khấu mà hai nhóm đều không biết trước. Mỗi thành viên sẽ có 1 phút tham gia thử thách, với thang điểm cao nhất là 1 ở phần thử thách tăng cường dành cho mỗi nhóm. Giám khảo Kiều Oanh sẽ dành điểm cộng cho mỗi nhóm tùy vào sự thuyết phục của phần thử thách. Điểm cộng này sẽ cùng với điểm thi chính để xác định đội thắng của phần đặt cược. Và đề thi hôm nay của thử thách tăng cường đó chính là đòi nợ. Tôi có số tiền 100 triệu bị chị Nam Thư mượn cách đây khá lâu, và tôi yêu cầu 3 người thành viên của mỗi đội chúng ta đi đòi nợ chị Nam Thư trong vòng 1 phút. Mỗi thành viên phải đòi cho được số nợ đó. Bắt đầu mời nhóm Khủng Long Tí Hon ạ. Thư lại có biểu nè. Trời ơi, dạo này con xin rửa. Trời ơi, con ơi, con nhờ cô không? Hồi đợt nữa đó con thí Cười Xuyên Việt với bạn nghệ sĩ á. Cô là ai? Con không quen cô đi đi. Trời ơi, cô chỉ mà đi ra đi con. Trời ơi, cô đâu có đua xe đâu, nghe cô nói nè. Đợt con thí Cười Xuyên Việt với bạn nghệ sĩ cũng mượn cô 50 ngàn. À quên, 50 triệu nữa. Xong rồi cái đợt mà quá Tiểu Lâm hồi mùa 1, con mượn mà cái mùa mà con cứ ngồi con cực đẹ đó, con nhớ không? Răng mùa ní con không đẹ nữa. Lên nè, bây trừ như đi. Vậy chứ con biết tại sao mà cái mùa nợ mà con cứ ngồi con đà suốt chương trình không? Là tại vì con cầm 100 triệu của cô mà con không trả. Ủa sao cô nói mâu thuẫn quá, hồi nãy cô nói 50, bây giờ cô nói 100, cuối cùng con nợ cô bao nhiêu? 2 mùa phiên bản nghệ sĩ 50, mùa Tiểu Lâm 50, cộng lại 100 con mới đã. Đây nè, bây giờ như đi. Cô thì rất là đàng hoàng lịch sự, là cô không có mà cái văn hóa mà chém lôn, đánh lôn cả chi hệ. Ôi, cô con phải trả đủ cho cô, không là cô bạc chồng con. Vợ ơi, vợ. Trời ơi. Ê, vợ. Trời ơi, mình ơi em nè. Sao mình tao thì đi làm không, còn My á ở nhà. Sao mượn nợ ta ăn cho cố vô cái giò dài hơn cái người của ta. Sao bây giờ đem tiền đi trả cho người ta, giờ người ta quýnh tao còn được mày nè. Mượn ai mượn con chứ bà chị gì mà chị giáo đỏ quên người ta. Chị bà mà chủ nợ đó trả giùm đi, giọng nó quýnh tôi trời. Ủa mắc cười quá, người ta chủ nợ tại sao người ta tới không tới đây người ta đòi, mất công gì mấy người đòi. Ủa mấy người là chồng tôi mà, tiền ai tôi cũng xài chung mà. Người ta đòi lên đầu tôi bà hiểu không? Đòi lên đầu sao, nói sao nói đây nè. Đây bước ra một đầu trước 1m8 bước ra đòi nợ em cây quỷ phép rồi còn 1m4 luôn. Trời bởi vậy trả đi, nó mà lại đây một lần nữa hả, nó quýnh cái bẹp còn nhiêu đây nè. Nhưng mà bây giờ nói nghe nè, đợt đó mình mượn tiền là mượn cái vụ gì vậy quên rồi nè. Trời ơi, mượn đám cưới đó trời. Nhanh lại đâu nó quýnh con mình kìa. Nó quýnh con mình bơm đầu luôn đó. Trời ơi, gia đình đông vui dữ vậy. Họ đánh con mù rồi mẹ ơi. Trời. Đây mẹ đây nè. Mẹ à? Đứa nào đánh con mù? Dạ. Đứa nào đánh con mù? Tại sao nó đánh con mù? Nó nói làm sao mà đánh con mù? Nó mẹ nghe coi. Nó nói mày nói vậy là mày nói sai. Mày nói tầm bậy tầm bạ để mẹ kêu cậu mày lên đây. Cậu mày là cũng thứ dữ giang hồ. Lâm, em đâu? Trời ơi lên đây. Đó tao kêu cậu mày lên nè. Cậu ơi. Ai đánh con mẹ kêu ra xuống xác luôn. Ai đánh con? Dạ. Nào con nào đánh con? Ba thằng kia đánh con. Không phải ba thằng đó. Mày mù mà sao biết hai ba thằng đó? Đúng rồi, mày mù sao mày biết ba thằng đó? Mày mù sao biết ba thằng đó con? Tâm lý sao không vững vậy? Từ từ con mù mà con thấy được ánh sáng nha. Bây giờ con mò ánh sáng ở đâu? À, ánh sáng phát từ hàm răng của cậu. Mẹ ơi. Ơi. Sao mẹ không trả nợ cho người ta? Mẹ mượn tiền làm cái gì? Mẹ nói đi. Mẹ với cậu mượn tiền làm gì? Mẹ mượn tiền chữa mắt cho con. Trời ơi, mẹ mượn tiền mẹ chữa mắt cho con mà. Mẹ mượn tiền mẹ chữa mắt, mẹ thấy không? Bây giờ chị mượn tiền chị chữa mắt cho con chị mà bây giờ nó quay vô nó hay nó trách cứ không? Mà ngộ lắm, chủ nợ nó không vô nó đòi. Để ra, ra. Alo, để ra. Chị ơi, vợ em kêu em về với chị ơi. Thật không? Thật Thư. Chào, ai đây? Anh là người yêu em. Em có nhớ không? Hôm bữa đi ăn hộp cái dịch lộn dịch giữa ăn với nhau em. Anh tới đây hôm nay mục đích gì? Anh ít thời gian lắm. Mượn tiền cả em đó. Ừ, người yêu mà dơ vậy. Chắc thì không tiền thì mượn đất mới thì dơ. Anh định mượn em nhiêu? Thì 100 triệu anh xây nhà cho má anh ở. Ừ, má anh chứ phải má em. Nhưng mà sau này em cũng sẽ là ở cái đó em phải cân nhắc. Sao cân nhắc? Rồi bây giờ anh muốn mượn 100 triệu đúng không? Đúng rồi. Bây giờ anh hôn em cái nên cho anh mượn 100 triệu. Hôn ở đâu đi? Hôn anh muốn hôn ở đâu? Trời ơi tôi ghê quá. Ai vậy tôi ghê quá. Nhà tôi nay tiếp khách toàn thứ dữ thôi. À, ai đây? Tôi là đàn em của đại ca tôi. Tôi muốn biết cô thiếu đại ca tôi bao nhiêu tiền. Bỏ dép xuống hôi quá. Không dép ra đầu phải vậy. Phải vỗ cánh. À vậy hả? Rồi tiếp sao? Bây giờ sao? Có tiền trả đại ca tôi chưa? Đại ca mày là ai? Đại ca tôi là ai? Nguyễn Anh Tú. Đại ca tôi giao nhiệm vụ cho tôi bằng mọi giá phải lấy tiền được của Nam Thư. Nếu không đại ca tôi chém tôi chết. Bây giờ có tiền không? Đưa ra đây. Tức là nếu không lấy tiền về là đại ca mày chém mày chết. Đúng. Đúng chưa? Đúng. Vậy là chém mày chứ không chém chị. Chị không thương tôi. Bây giờ chị nói đi, chị thiếu đại ca tôi bao nhiêu tiền? Chị thiếu đại ca có cưng á. Nếu mà tới thời điểm này lời với lợi lấy vốn luôn rồi phải. Nè đưa chị 100 triệu nè. Chị đưa tôi lấy 100 triệu đi. Đi ra. Chết tôi luôn. Không rồi. Có làm được cái gì trong cuộc đời nữa hết. Thế rồi nè mà cà giáp. Ba cái giáp làm gì cũng đi bắt tay. Thấy trai là bắt tay. Thiếu tiền phải trả chứ. 100 triệu làm cái gì? Tại sao tới bây giờ không trả? Anh thông cảm em. Rồi lo sửa ba cái này cái nọ cho bự bạ với người ta. Đâu có em. Rồi nói... không trả tiền tôi. Bây giờ nói nghe nè. Bây giờ là ai em nợ tiền của ai? Đúng mà nợ tiền tôi. Nợ tiền anh đúng không? Đúng. Nợ tiền anh đúng không? Em mượn tiền anh đúng không? Đúng. Bây giờ em cũng chia sẻ với anh vậy nè. Thực sự là em cũng khó khăn. Bữa đây em mượn tiền là em mượn tiền về cho con Khả Như nó thẩm mỹ. Anh hiểu không? Nên bây giờ là anh muốn đòi em thì anh phải đợi em đòi qua Khả Như. Nhưng mà bây giờ anh muốn đòi của em thì bây giờ anh đòi đi. Ủa Khả Như liên quan gì tự nhiên cái cứng nợ vậy bà nội? Không, tại vì em mượn em cho nó mượn chứ em không có đắp gì vô người em hết. Trời ơi. Đừng cố đi cho trời gì. Bây giờ còn có 7 giây nữa à. Rồi anh làm đi. Bây giờ trong vòng 7 giây phải trả nợ tôi chứ. Ừ làm đi. Không một cái đi. Thôi thua luôn đi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố kết quả phần thi chính của cả hai đội. Đầu tiên đó là số điểm dành cho nhóm Khủng Long Tí Hon với số điểm lần lượt từ giám khảo Kiều Oanh và giám khảo nghệ sĩ Tuấn Bèo là 9 và 9. Tổng số điểm của phần thi chính là 18 điểm. Và số điểm của nhóm Những Chàng Trai Hey Men Giám khảo Kiều Oanh 9,75, giám khảo Tuấn Bèo 9,5, tổng điểm 19,25. Và phần thi tăng tường, số điểm cộng giám khảo Kiều Oanh đã dành cho cả hai đội là: giám khảo Kiều Oanh đã dành số điểm 0,75 cho nhóm Khủng Long Tí Hon. Nhóm Hey Men nhận được 0,25 điểm từ giám khảo Kiều Oanh. Như vậy, tổng số điểm hai phần thi, nhóm Khủng Long Tí Hon được 18,75 điểm, nhóm Hey Men được 19,5 điểm. Như vậy, phần thắng cuộc của phần thi tuần này đó chính là nhóm những chàng trai Hey Men. Và để xem nhóm Hey Men của chúng ta cược bao nhiêu nhé. $15 triệu. Như vậy đồng nghĩa với việc nhóm những chàng trai Hey Men sẽ nhận được 15 triệu từ quỹ của nhóm Khủng Long Tí Hon. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem nếu như mà nhóm Khủng Long Tí Hon lỡ mà thắng mình được bao nhiêu tiền, đúng không? Và số tiền của nhóm Khủng Long Tí Hon đã cược là $10 triệu. Đặt có 10 triệu mà thua tới 15 triệu. Đau quá. Đau quá, phần sau mình phải trả thù thôi. Nhóm Khủng Long Tí Hon có quyết định là mình phải cố gắng đi mà lấy lại cái số tiền đó không? Dạ, quyết tâm thì quyết tâm lấy lại, nhưng mà anh Nam tụi đây không nói chuyện nữa. Đó, anh vẫn nói chuyện với anh chứ. Anh luôn hả? Không, nó là người đặt, đây mới là người đặt. Anh suối người ta bỏ vô, không có suối. Và một lần nữa xin chúc mừng cho nhóm những chàng trai Hey Men đã thắng cuộc trong tuần này. Như vậy, nhóm Hey Men những chàng trai được nhận ngay 15 triệu đồng tiền mặt chuyển từ quỹ của nhóm Khủng Long Tí Hon. Quỹ của nhóm Khủng Long Tí Hon sau tập 2 bị trừ 15 triệu.